cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 601, tới truyền tiêu. Cùng lúc đó, dưới lầu, đội trưởng Nguyên Sinh, thật là đáng tiếc, chức vụ tổng đội trưởng ám vệ tư gia lần này nhất định là trừ anh ra không còn có thể là ai khác. Kết quả là Diệp Oản Oản kia cũng không biết phát điên cái gì, lại cứ phải gây khó dễ với đội trưởng như anh. Một ám vệ nào đó của tư gia đứng ở bên người Nguyên Sinh nói nhất định là do đội trưởng Nguyên Sinh thả cho Diệp Oản Oản, nếu không. Hừ, nếu là lão gia chủ vẫn còn, đội ám vệ của chúng ta sao có thể luân lạc tới mức này, cuộc tranh đoạt thi đấu nghiêm túc như vậy lại giống như một trò đùa, chúng ta phải nhường nhịn với một người phụ nữ nửa đường chạy lên đài như vậy chứ. Cuối cùng vị trí tổng đội trưởng lại còn để cho một phế vật người nói chuyện đều nói không lanh lẹ cả lăm cướp đi được chứ. Im miệng, Nguyên Sinh quét mắt qua mấy người kia một cái, thần sắc âm trầm. Giờ phút này, nói tới Diệp Oản Oản cùng Phong Huyền Diệp, Nguyên Sinh liền nổi giận trong bụng. "Đúng đúng đúng, khỏi phải nói tới người phụ nữ kia nữa, quá mất hứng, hôm nay phân đội ám tứ chúng ta tụ tập, nhất định phải không sai không về." Trong khi đang nói chuyện, phân đội ám tứ đã tới trước cửa quầy rượu. Nguyên Sinh mới vừa trở thành phân đội trưởng ám tứ, cho nên phân đội ám tứ quyết định vì Nguyên Sinh ăn mừng một phen. Ngay vào lúc này, đám người Diệp Oản Oản tụ họp kết thúc, chậm rãi đi ra khỏi quầy rượu. Ám vệ sao? Audio điện tử võ tấn bền. Nhìn thấy ám vệ tư ra đứng ở trước cửa quầy rượu, Diệp Oản Oản nhất thời sướng sờ, bất quá, nghĩ lại, cái phân đội ám tứ này, chắc là tới vì muốn chúc mừng cho nguyên sinh. Diệp Oản Oản hiện đang lấy thân phận Diệp Bạch xuất hiện, ăn mặc đồ nam, lại ẩn núp ở trong đám người, cho nên mọi người trong phân đội ám tứ không có thể phát hiện ra cô, trợ lý đưa lạc thần trở về hàn thiên vũ nhìn về phía diệp oản oản mở miệng hỏi diệp bạch cậu lại đi tới chỗ bạn gái cậu sao diệp oản oản ừm um. hàn thiên vũ gật đầu một cái được vậy thì tôi đi trước đây diệp oản oản đáp được trên đường đi cậu nhớ đi chậm một chút được hàn thiên vũ đã bước ra một bước cuối cùng vẫn là không yên lòng xoay người dặn dò một câu tôi nhìn trạng thái tối nay của anh tựa hồ có hơi không đúng trở về nếu như khó chịu chỗ nào nhớ uống thuốc. Được, cảm ơn, Diệp Oản Oản cảm kích nói. Hàn Thiên Vũ nói, ngủ ngon. Diệp Oản Oản đáp lời, ngủ ngon. Sau khi nói lời từ biệt xong, Hàn Thiên Vũ đã lên chiếc xe mà sớm chờ tại ven đường. Vũ ca, trở về nhà trọ sao? Tài xế liếc nhìn về người đàn ông chỗ ngồi phía sau hỏi. Hàn Thiên Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, được rồi, đi về biệt thự đi mục đích hắn ở lại nhà trọ chỉ là vì muốn tránh paparazzi mà thôi sau đó là bởi vì diệp bạch ở tại căn hộ kế bên nên hắn mới một mực ở lại nhà trọ thuận lợi thỉnh thoảng đi qua cùng diệp bạch tán gẫu một chút nhưng dạo gần đây thời gian diệp bạch ở tại nhà trọ càng ngày càng ít hắn cảm giác mình ở nơi đó dường như cũng không có ý nghĩa gì nữa được tài xế lên tiếng đáp lại bên kia diệp oản oản đối với sự xuất hiện của đám người nguyên sinh cũng không có để ý nhiều nhưng mà trong lúc Diệp Oản Oản chuẩn bị đón xe trở về cảnh huyền, ánh mắt liếc một cái, bước chân ngừng lại. Chỉ thấy, ngoài một trăm thước, một người ăn mặc như đạo sĩ, tướng mạo tà mị, cũng chậm rãi hướng về phía quầy rượu đi tới. Vị đạo sĩ tà mị đó tay trái phất chân, tay phải cầm vải trắng, bên hông treo hồ lô, coi như cũng có vài phần phong thái xuất trần trên người tựa như còn dính ít tiên khí. Nếu không phải là sau lần giao thiệp trước Diệp Oản Oản biết người đi đường kia có quá nhiều vô lý, thì sợ là lần này cũng bị cái bộ dáng này của hắn lừa rồi. Tổ năm người truyền tiêu của vị đạo sĩ kia sao? Diệp Oản Oản có chút giật mình, cô chưa từng nghĩ mình sẽ ở nơi này nhìn thấy một thành viên trong tổ năm người truyền tiêu đó. Nhìn thấy đạo sĩ kia, Diệp Oản Oản hơi nghi ngờ một chút, người này chẳng lẽ lại là tới đây truyền tiêu sao? chương 602, quá khi dễ người rồi. Đều đã thời đại nào rồi, còn cả ngày giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, phi a mọi người phân đội ám tứ, nhìn thấy tà mị đạo sĩ kia, sau đó, một ám vệ nào đó hướng về dưới chân của vị đạo nhân kia phun ra một ngụm nước bọt. Lúc này, vị đạo sĩ dừng bước chân lại, không người nhìn xuống dưới chân của mình, chợt ngẩng đầu lên, hướng về tên ám vệ kia hỏi, huynh đệ, vết nước bọt trên giày của tôi là do cậu làm sao? Nghe tiếng của người đối diện, tên ám vệ kia cười lạnh nói, đúng, ông nói không sai, chính là tôi làm đó, thế nào, có vấn đề gì không? không có không có không có vị đạo nhân kia liền vội vàng lắc đầu không có vấn đề gì tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi thấy vậy mọi người phân đội ám tứ thay nhau nở nụ cười cái người đạo sĩ này ngược lại vẫn tính ra là thức thời cút đi đừng ở chỗ này chướng mắt chúng tôi nguyên sinh vẫy tay được rồi tôi đi a à. tà mị đạo sĩ xoay người rời đi nhưng mà còn chưa đi hai bước người đạo sĩ bỗng nhiên trở lại bần đạo cùng các anh hữu duyên chọn ngày không bây giờ đi, để tôi đoán cho các anh một quẻ đi. Lúc này, Tà Mị đạo sĩ cũng không đợi những người đó đáp lời, liền nhắm hai mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, đầu ngón tay bắt. Rất nhanh, Tà Mị đạo nhân mở hai mắt ra nói, "Không được không được rồi, các anh gần đây sợ là có họa sát thân a." À. "Ông nói cái gì a?" À? Nghe vậy thành viên ám về kia hướng về dưới chân vị đạo nhân đó phun một cái, nhất thời trợn mắt mở một cái, lạnh giọng quát lên, cái người thầy bói này lại có thể nguyền rủa hắn có họa sát thân. Tôi nói anh gần đây có họa sát thân, tà mị đạo sĩ nghiêm mặt nói. Ông con mẹ nó lại nói bậy bạ, lão tử liền giết chết ông A, cút đi cho tôi. Tên ám về kia nhanh chóng tiến lên, hướng về phía tà mị đạo sĩ ép tới gần một cái. Được rồi tốt thôi, anh không tin vậy coi như xong đi. Bất quá, tiền mà tôi mới vừa mới đoán mệnh, ai trả đây? Một ngàn khối, cảm ơn. Nói xong, tà mị đạo sĩ hướng về tên ám về kia đưa tay ra. Nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi hơi co rúc, trong cái tổ đạo sĩ năm người truyền tiêu này, chẳng lẽ điên rồi sao, không nhìn thấy phân đội ám tứ nhiều người như vậy sao, thế mà lại cứng rắn nói bọn họ có họa sát thân, đây không phải là ngứa ra muốn bị ăn đòn sao. Quả đúng như dự liệu của Diệp Oản Oản, cái ám về kia nhất thời giận tím mặt, tôi nhìn thấy là ông hẳn là muốn chết rồi mà. Theo tiếng nói rơi xuống, tên ám vệ kia đưa ra một quyền hướng về mặt của tà mị đạo sĩ đánh tới. Thấy vậy, khóe miệng của tà mị đạo sĩ hơi hơi nâng lên, một tia nụ cười kinh người lạnh giá hiện lên. Ngay sau đó, chỉ thấy cây phất trần trong tay tà mị đạo sĩ kia khẽ nhếch lên, cũng không người nào biết chuyện gì xảy ra, lại thấy thân thể của tên ám vệ kia trong nháy mắt bay thẳng đến ra ngoài mấy chục thước, sau đó mới té trên mặt đất. Wow! Tên ám vệ kia há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt. Ai, đã nói anh có họa sát thân rồi mà, bần đạo coi bói luôn chuẩn như vậy đấy, anh còn không trả tiền, quá khi dễ người rồi đó nha. Tà mị đạo sĩ lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói. Đúng ở một bên Diệp Oản Oản thấy vậy, nhất thời cả kinh, trong lòng chợt hiện qua một cái ý niệm. Cao thủ, mặc dù chỉ là một chiêu nhưng Diệp Oản Oản cũng đã có thể kết luận, vị đạo sĩ này sợ là không đơn giản như vẻ bề ngoài thậm chí thân thủ còn cao hơn cô rất nhiều. ông đi tìm chết đi. trong nháy mắt mấy tên ám vệ hướng về tà mị đạo sĩ vây lại. bần đạo cũng tính cho các anh nữa đi. tà mị đạo sĩ nhìn cũng không nhìn vài tên ám vệ kia, chẳng qua là cúi đầu, tự mua tự dạng bấm ngón tay tính. cơ hồ trong chốc lát, tà mị đạo sĩ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lấy vài tên ám vệ hướng về phía chính mình vây lại, mở miệng nói các anh cũng có họa sát thân. Họa sát thân con mía ông a vài tên ám vệ tức giận mắng. chương 603, không đắc tội nổi. Chỉ bất quá, người này mới vừa mắng ra miệng, tà mị đạo sĩ phất cây phất trần lên, lại giống như diễn sinh tay chân, trong lúc hời hợt đó, liền đem vài tên ám vệ đánh đến hộp máu. Anh nhìn một chút đi, bần đạo coi có đúng hay không a? À, tôi nói các anh có họa sát thân, các anh tại sao lại không tin đây? Tà mị đạo sĩ lắc đầu thở dài. Tìm chết a! nguyên sinh sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, bỗng nhiên bước ra một bước, hướng về phía tà mị đạo sĩ tấn công tới. Thực lực của nguyên sinh, không phải là vài tên ám vệ phổ thông trong phân đội ám tứ có thể so sánh được, ra tay ác độc quả quyết, như muốn lấy mạng của tà mị đạo sĩ. Tiểu bằng hiếu, anh cũng có họa sát thân A, tà mị đạo sĩ nhìn chằm chằm nguyên sinh đang vào tới phía mình, mở miệng nói. Nguyên sinh đương nhiên cũng không thèm phản ứng lại câu nói mà vị đạo sĩ kia nói đến mình, mấy bước liền tới đến trước người tà mị đạo sĩ, quỳ xuống. Tà mị đạo sĩ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt hướng về hai đầu gối của nguyên sinh nhấn một ngón tay xuống. Cái tà mị đạo sĩ này tốc độ xuất thủ nhanh đến cực hạn, ngay cả chính diệp oản oản lại cũng không có thể sử dụng bằng mắt thường mà nhìn rõ ràng được. A, à, ngay sau đó nguyên sinh kêu lên một tiếng thảm thương, cùng lúc đó um một tiếng quỳ dạp xuống dưới chân tà mị đạo sĩ. Ông, giờ phút này nguyên sinh nhìn về phía tà mị đạo sĩ mặt đầy vẻ hoảng sợ cái tà mị đạo sĩ này hắn từ lúc sinh ra tới nay từng thấy qua bao nhiêu là nhân vật kinh khủng nhất nhưng quỹ đạo ra tay của người này hắn cũng không nhìn thấy chút nào cả hiểu lầm hiểu lầm âm thanh khẽ run của nguyên sinh phát ra nhất thời nhượng bộ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đắc tội với thứ người như vậy không có chỗ tốt gì a à. ồ nguyên lai like là hiểu lầm à vậy tới giúp tôi đem giày lau sạch đi tà mị đạo sĩ mặt đầy nụ cười hiền lành. Chuyện này, Nguyên sinh cắn răng, đáng chết, cuối cùng, Nguyên sinh dùng ống tay áo đem nước miếng trên chân tà mị đạo sĩ lau sạch sẽ. Người trước mắt này tuyệt đối không phải là người mà hắn đắc tội nổi. Có thể rồi sao, Nguyên sinh hỏi. Làm phiền anh đưa tiền coi bói cho tôi, tà mị đạo sĩ cười, tiếp tục mở miệng nói. Được, Nguyên sinh hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra mấy tờ tiền giấy mới tinh, đưa cho tà mị đạo sĩ ừ không đủ một người một ngàn các anh nhiều người như vậy liền như vậy đi bớt cho anh đi mười ngàn tà mị đạo sĩ suy nghĩ một chút mở miệng nói tôi không có nhiều tiền mặt như vậy nguyên sinh lắc đầu không có tiền mặt tà mị đạo sĩ thành thạo từ trong ngực lấy ra máy post ủng hộ quẹt thẻ chuyển tiền vẻ mặt của mọi người một bên diệp oản oản quan sát cái tà mị đạo sĩ kia trong mắt tràn đầy kinh ngạc Nguyên bản, cô cho là cái tà mị đạo sĩ tướng Mạo Anh Tuấn này cùng với nhiếp vô danh đều là chỉ làm thầy bói bình thường mà thôi. Vạn vạn lần không nghĩ tới, thân thủ của đạo sĩ này lại càng kinh khủng như vậy, làm cho nguyên sinh ở trong tay hắn hoàn toàn là bị trêu đùa, thậm chí ngay cả sức phòng thủ không, liền tư cách trả đũa cũng không có. Đám người này, còn có nhiếp vô danh, rốt cuộc có lai lịch gì a? À, diệp oản oản trong lòng hiếu kỳ. Nhớ đến thời điểm thọ yến của ông nội, cô từ trong sạp nhỏ của nhiếp vô danh mua một món đồ giá 100 đồng, nhưng lại có thể mua được một cái chế phẩm xương thú vô cùng chân quý, khi đó cô còn cho là mình có vận khí tốt mua thấp bán cao, bây giờ xem ra, đám người này tuyệt không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Giờ phút này, Nguyên Sinh lấy thẻ ra, dùng máy post của tà mị đạo sĩ quét qua 10.000 đồng. Thành viên ám vệ phân đội ám tứ còn sót lại, nhìn lấy tà mị đạo sĩ, từng người sợ đến run tim mất mật, phảng phất như thấy quỷ vậy, Bọn họ chưa từng nghe nói qua, đế đâu lại có nhân vật khủng bố như vậy. Chúng ta đi thôi. Nguyên Sinh bây giờ làm gì còn có tâm tình mà ăn mừng chứ, hướng về mọi người phân đội ám tứ vẫy tay, xoay người rời đi, không muốn ở lại cái địa phương này lâu hơn một giây nữa. Chương 604, cô có con trai nhưng không biết sao. Đa Tạ chiếu cố, hoan nghênh lần sau đến chơi. Tà Mị đạo sĩ hướng về phân đội ám tứ vẫy tay nói: chờ mọi người phân đội ám tứ rời đi, sau đó, tà mị đạo sĩ cuối cùng ngâm nga một tiểu khúc, giống như tâm tình không tệ. Hắc hắc, 10.000 khối, đủ cho đội trưởng ăn biết bao nhiêu sủi cảo rồi, tà mị đạo sĩ trong miệng lẩm bẩm nói. Kiếm được 10.000 khối, công trạng tháng này của hắn không cần suy nghĩ nhiều nữa rồi, rõ ràng hắn là mấy người trong số những người đạt được tình trạng tốt nhất, không cần phải đi châu Phi nữa rồi. Diệp Oản Oản ở bên cạnh nhìn một hồi, vốn là đã chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, lúc này Tà Mị đạo sĩ bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản cách đó không xa, chợt trực tiếp đi tới trước người Diệp Oản Oản. Đứng ở bên người Diệp Oản Oản, Tà Mị đạo sĩ trên dưới quan sát cô một cái, một lát sau mở miệng cười nói, "Cô em Diệp Hữu Danh, chúng ta lại gặp mặt rồi." Diệp Oản Oản hơi sửng sốt, chính mình đang mặc nam trang, hắn lại có thể nhìn đi ra sao? "Cái gì Diệp Hữu Danh? Anh nhận lầm người rồi." Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng phủ nhận. "Cô em cái thuật dịch dung này có phần quá thô một chút, nếu cô thích thì tôi có thể dạy cô cao siêu hơn một chút. Tà mị đạo sĩ lắc đầu than thở, ánh mắt rất là ghét bỏ bộ dáng Diệp Hữu Danh mặc một bộ nam trang này, tùy tiện biến hóa liền muốn lừa gạt hắn sao, muốn lừa bịp quỷ sao. Anh đều có thể nhìn ra sao, Thần sắc của Diệp Oản Oản đầy vẻ kinh ngạc. Cô đang mặc nam trang A, là tỉ mỉ biến hóa đi ra ngoài, coi như là cha mẹ cũng không nhận ra được, lại bị đạo sĩ kia một cái nhìn thấu. Giống như, thực sự giống như tà mị đạo sĩ không có trả lời vấn đề của Diệp Oản Oản, mà trong miệng lầm bầm lầu bầu. Như cái gì? Diệp Oản Oản tò mò hỏi. Giống như nhiếp vô ưu tà mị đạo sĩ lầm bẩm mở miệng. Nhiếp vô ưu là ai? Diệp Oản Oản nghi ngờ. Trước đừng hỏi cái này, cô em Diệp hữu danh à, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Tà mị đạo sĩ phát hiện, nhìn kỹ một chút mà nói, cái Diệp hữu danh này cùng nhiếp vô ưu trong hình, đích xác rất tương tự a. À? 20, làm sao thế? Diệp Oản Oản mặc dù không biết cái đạo sĩ này lại muốn làm cái gì, nhưng vẫn nói ra đúng sự thật. 20 sao? Tà mị đạo sĩ nghe vậy, như có điều suy nghĩ, 20 mà nói, tuổi tác có chút không khớp, nhiếp vô ưu năm nay ít nhất cũng 23-24 tuổi đi. Cô em Diệp Hữu danh à, cô có phải mất trí nhớ hay không? Hoặc là từng có dã nam nhân, lại hoặc là, mất trí nhớ lại từng có dã nam nhân và mị đạo sĩ vội vàng liên tiếp nói chuyện. Diệp Oản Oản bỗng nhiên thật sự muốn xé rách miệng của hắn. Hay hoặc là có thể cô có một người con trai 5 tuổi mà cô lại không biết hay không? Đạo sĩ kia lại nghiêm trang mở miệng nói. Trên trán của Diệp Oản Oản gân xanh nhỏ nhảy ra, cô có con trai nhưng cô lại không biết. Anh ngu ngốc sao? Thấy Diệp Oản Oản không mở miệng, vẻ mặt của đạo sĩ đầy thành thật nói, "Cô em, cô có thể để cho tôi nhìn ngực của cô một chút hay không?" Diệp oản oản rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cười híp mắt nhìn chằm chằm đạo sĩ kia mở miệng nói: "Ha ha, vị đạo hữu này, tôi mới vừa cho anh tính một quẻ, anh tối nay sợ là có hỏa sát thân a." Nhìn thấy bộ dáng của Diệp oản oản ngoài cười nhưng trong không cười, đạo sĩ nhất thời nuốt nước miếng, đại khái cũng ý thức được những vấn đề mà chính mình nói ra này có bao nhiêu phần trăm muốn ăn đòn, liền mở miệng cười nói: "A, ha ha, tôi tính tới trong nhà của tôi khả năng bốc cháy rồi, liền đi trước rồi, đi trước." cô em, chúng ta hiếu duyên gặp lại sau hà ha. Đạo sĩ kia nhất thời trong lòng bàn chân đầy mồ hôi, chạy nhanh đến mức không còn thấy bóng. Nhìn lấy phương hướng đạo nhân kia ly khai, Diệp Oản Oản im lặng nhéo nghi tâm một cái. Thân thủ ngược lại rất khủng phố, nhưng não sợ là có vấn đề đi, quả thật là bệnh thần kinh. Tiểu nhà hát, tiểu ma đầu, mẹ. Diệp Oản Oản, ngươi là ai hà? Đừng loạn kêu a, à, tôi mới 20 tuổi, làm sao lại có con trai lớn như vậy được chứ? Tiểu ma đầu, ba. Tư giả hàn, oản oản, anh cũng không có con riêng, tin tưởng anh. Tiểu ma đầu, cho nên, cha mẹ cũng không biết mình sinh ra con thật sao. chương 605, là thực sự đói bụng. Em đã về rồi. Diệp oản oản trở lại cẩm viên, mới vừa vào cửa liền thấy tư giả hàn đang ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, trên đầu gối để một cái laptop thấy tư giả hàn ngồi ở phòng khách, Diệp Oản Oản có chút hoài nghi, ai? Bảo bảo, anh làm sao lại ngồi ở chỗ này không vào phòng à? Tư giả hàn đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Oản Oản đã đặt mông đi qua ngồi xuống, lần trước là lấy lý do ánh sáng tốt, lần này không phải lại là muốn nói phong thủy của phòng khách được đi à? Không cần khẩu thị tâm phi á, em biết anh chính là đang cố ý chờ em à? Tư giả hàn, cô cũng không biết chuyện gì đang thay đổi à, rõ ràng lúc trước sợ hãi tư giả hàn như vậy, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy anh liền không nhịn được nói ra mấy câu đùa giỡn. Diệp Oản Oản đang muốn tiếp tục nói giỡn, phát hiện thể lực chống đỡ hết nổi, bụng nhanh như chấp kêu lên, nhất thời ôm bụng gào thét bi thương, bảo bảo, em đói tương đương. Tư giả hàn nhìn cô gái bên cạnh một cái, sau đó, cúi người tại trên khóe miệng của cô hôn một cái. Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng, hích, không phải là loại đói bụng này rồi, là thực sự đói bụng a. À? Không có đồ ăn sao? Cái loại tụ họp này có thể ăn cái gì a? À? Diệp Oản oản lầu bầu. Một đêm chỉ ngồi nghe hết toàn bộ những điều suy nghĩ linh tinh của Cung Húc mà thôi. Tư giả dạ Hàn vẫy tay đem người giúp việc kêu qua. Rất nhanh phòng bếp bên kia liền bưng tới một bàn bữa ăn khuyên nóng hổi, hoành thánh, bánh bao, sủi cảo đủ loại đều có. Từ lúc ra khỏi cửa đều nơm nớp lo sợ, đến bây giờ trở lại còn có bữa ăn khuyên nóng hổi chờ lấy. Diệp oản oản cảm thấy quả thật là giống như đang nằm mộng. Chỉ cần đem đại ma đầu chăm sóc cho tốt, cuộc sống của cô sẽ vô cùng tốt hơn, đại ma đầu không ghen hết thảy đều dễ nói chuyện à. Tâm tình Diệp oản oản đang vui mà ăn khuya, nhân tiện cho tư giả hàn ăn mấy miếng, thanh âm nhắc nhở của WeChat như là bom nổ đinh 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 không ngừng mà vang lên. Đúng như dự đoán, lại là cung húc tên kia phát tới. Cung húc, Diệp ca, anh rốt cuộc là lúc nào để cho tôi thấy mứt hoa nhỏ. Cung Húc, Diệp ca, anh có phải không yêu tôi rồi hay không hả? Cung Húc, nếu không anh vì cái gì cũng không an bài công tác cho tôi. Cung Húc, Diệp ca anh có phải muốn đóng băng tôi hay không, đuổi tôi ra khỏi giới này? Diệp oản oản nhìn đến không còn gì để nói, toàn bộ giới giải trí ai có bản lĩnh có thể đuổi đại thiếu ra như hắn ra khỏi giới chứ? Diệp Bạch, kịch bản bộ phim tiếp theo của cậu tôi đã chuẩn bị rồi, kiên nhẫn chờ đợi đi. Diệp Oản Oản thật nhanh trả lời một câu, sau đó vội vàng mở chế độ dung lịch sử đen tối của cung hút quá nhiều danh tiếng kém không đành lòng nhìn thẳng nghĩ muốn tẩy trắng quả thật là chuyện không thể nào hiện tại biện pháp tốt nhất chỉ có giải quyết trên vấn đề căn bản mà thôi để cho hắn có một bộ tác phẩm xem được đưa ra công chiếu dù sao diễn viên căn bản nhất vẫn là diễn xuất đối với một người nghệ sĩ mà nói nghệ sĩ tự thân mới là phương thức giao tiếp tốt nhất bất quá để có một bộ tác phẩm đem ra coi được đối với cung húc mà nói cái này độ khó cũng đủ đáng sợ. Cho dù bắt đầu từ bây giờ bù lại, thì trong một khoảng thời gian ngắn để cho kỹ thuật diễn xuất của cung húc có thể bay vọt về chất trên căn bản là không thể nào. Như thế, cũng chỉ có trước tiên bỏ công sức trong việc chọn kịch bản. Vừa vặn, cô biết một bộ phim có kịch bản phi thường thích hợp với diễn xuất của cung húc. Nếu như tiến độ kịch bản thuận lợi, cung húc mới có khả năng nhỏ nhoi xoay ngược lại. Tư giả dạ hàn nhìn thấy điện thoại di động của Diệp Oản Oản không ngừng vang lên, hơi nhíu mày. Diệp Oản Oản thấy vậy bận rộn đem điện thoại di động thu lại, thề son thề sắt mà mở miệng nói, hiện tại ở trong giới giải trí người ăn no không có chuyện làm, liền chuyên si căng đan đủ loại làm bảy cái gì đó, thật sự là quá nông cạn, bảo bảo anh yên tâm, em cùng bọn họ cũng không giống nhau a. À? Tư giả hàn không nhanh không chậm liếc cô một cái, ồ, em ở nơi nào không giống nhau. Diệp Oản Oản ôm lấy chén cơm, em ăn không đủ no. Tư giả hàn, Chương 606, chủ động hẹn cô gặp mặt. Đại học Truyền thông Đế Đô. Hôm nay có giờ giảng của một vị giáo sư rất đáng giá nên cô muốn đến nghe một chút, vì thế Diệp Oản Oản cố ý dành thời gian đến trường học một chuyến, thuận tiện làm một vài thủ tục nhảy lớp. Sau khi tan lớp, Giang Yên Nhiên hẹn Diệp Oản Oản ở lại cùng nhau tới quán ăn ở gần trường học ăn cơm. Oản Oản, cậu cuối cùng cũng tới trường học rồi, tớ thấy thật là nhàm chán a. À. Tớ ở nhà trọ phòng có bốn người nhưng cơ hồ chỉ có một mình tớ ở mà thôi. Có một người hai ba tuần mới tới một lần, còn hai người khác hiện tại hình dạng như thế nào tớ cũng không biết. Nghe nói đều đã ký hợp đồng với công ty người mẫu rồi. Giang yên nhiên lầu bầu than phiền. Sinh viên ở học viện điện ảnh đế đâu có rất nhiều người bắt đầu từ năm thứ nhất đại học đã tiếp nhận công việc, không ít người thậm chí trước khi hoàn thành việc học ở đại học liền xuất đạo rồi. Tỷ số tham dự các buổi học trên trường thấp là chuyện rất bình thường. Ngay cả bọn họ học ở đế truyền tình huống cũng không tốt hơn là bao nhiêu, mọi người đều là sắp tới cuộc thi mới vội vàng ôn tập làm sao cho đủ điểm số để qua môn. Diệp Oản Oản cười khẽ, "Làm sao vậy? Sở Phong không có ở cùng cậu sao?" Hắn gần đây đi theo thầy giáo làm đề án đó. Giang Yên Nhiên nói xong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, "Đúng rồi Oản Oản, cậu đoán xem tớ mấy ngày trước gặp phải người nào?" "Ai vậy?" Trầm mộng Kỳ, Giang Yên Nhiên mở miệng nói tiếp cô ta lại có thể hư tình giả ý mà mời tớ đi tới công ty truyền thông tụ tinh, còn nói muốn ký hợp đồng với tớ nữa chứ. Diệp Oản Oản nghe vậy, khóe miệng cong lên một tia diễu cợt, ở đâu ra cho thấy Trầm Mộng Kỳ là thật lòng mời yên nhiên cơ chứ, sợ là cố ý muốn khoe khoang đây. Giang yên nhiên bây giờ chỉ mới là một người sinh viên không người hỏi thăm, mà cô ta đã là một ngôi sao mới nổi trong giới giải trí, đại tiểu thư của truyền thông tụ tinh, tiền đồ không thể đo lường được. Bất quá, Tụ tinh gần đây phát triển được cũng vô cùng tốt a, à. Hai năm gần đây đưa ra được mấy người mới có danh tiếng khá tốt, Trầm Mộng Kỳ chính là người mới xuất đạo đã được người khác chụp cho một cái mũ cái gì mà danh tiếng, thời thượng giáo chủ, làm cho cô ta trong giới thời trang có rất nhiều tiền bối cũng biết đến a. À. Diệp Oản Oản không cần đoán cũng biết, hình tượng hiện giờ của Trầm Mộng Kỳ là xuất phát từ tay người nào. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản reo lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Oản Oản nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại là anh cô gọi tới. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, yên lặng một lát sau, nhận nghe điện thoại, alo. Ở trường học sao, tôi đang ở trước cửa trường học của cô, đi ra một chút, tôi có việc tìm cô. Diệp Mộ Phàm ở đầu kia điện thoại di động mở miệng nói. Diệp Mộ Phàm lại có thể chủ động hẹn cô gặp mặt sao? Diệp Oản Oản hơi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, đợi em 5 phút thấy sắc mặt của Diệp Oản Oản có chút không tốt lắm, Giang Yên Nhiên hỏi, Oản Oản, điện thoại của ai vậy? Anh tớ, a à, chuyện có liên quan đến Diệp Mộ Phàm Giang Yên Nhiên cũng biết một chút, nghe vậy cẩn thận mở miệng hỏi, anh cậu hắn bây giờ còn đang ở tụ tinh làm việc sao? Diệp Oản Oản gật đầu một cái, anh ấy hẹn tớ gặp mặt, tớ đi một chuyến đã. Ô nha, vậy cậu đi đi, thời gian không còn sớm, tớ cũng muốn trở về trường học, lần sau gặp. Được, bye bye ra khỏi tiệm cơm, Diệp Oản Oản hướng về cửa trường học đi tới. Quả nhiên, mới vừa đến gần liền thấy ở nơi cửa trường một bóng người quen thuộc đang đứng thẳng ở chỗ đó. Mặc dù thủ hạ nghệ sĩ dưới trướng của Diệp Mộ Phàm từng người tất cả đều gọn gàng xinh đẹp, nhưng chính bản thân hắn trên người lại mặc hàng hóa vỉa hè, nhưng chỉ bởi vì hắn phối hợp với việc sử dụng mỹ phẩm tốt, cho nên hắn vẫn như cũ nổi bật lên rõ ràng tuấn tú đẹp trai. Hắn kiếm chút tiền kia, trừ cho cha mẹ, sợ là tất cả đều dùng ở trên người trầm mộng kỳ rồi. Phải biết rằng lúc trước trang phục trên người được Diệp Mộ Phàm coi trọng nhất, không phải được đặt từ nhãn hiệu đặc biệt sẽ không mặc, coi như là một trang sức phối hợp nho nhỏ cũng trải qua hơn 10 lần làm việc chế tác riêng, yêu cầu độc nhất vô nhị. chương 607, có bạn trai. Diệp Mộ Phàm còn đặc biệt thích chọn quần áo, mua quần áo cho cô, thậm chí còn tự mình vẽ mẫu trên giấy chế tác riêng cho cô những bộ váy cùng lễ phục xinh đẹp sau khi cô trải qua cuộc khủng bố tập kích, hai năm bắt đầu béo kia, tất cả quần áo của cô cơ hồ đều là do Diệp Mộ Phàm giúp cô dựa trên căn cứ thân hình đặc biệt của mình mà chuẩn bị, cho dù là mập nhưng mặc vào cũng rất đẹp mắt, để cho người khác dù thấy cô coi như lên cân cũng không có vì vậy mà có chút tự ti nào cả. Anh, nghe được giọng nói của Oản Oản, sống lưng của Diệp Mộ Phàm dường như cứng lên một cái, ngay sau đó chậm rãi xoay người lại, hướng về phía cô gái trước mặt nhìn lại chỉ thấy Diệp Oản Oản của tóc thắt bím đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản áo đầm màu lam nhạt, đứng ở nơi đó, như đóa hoa phù dung nổi trên mặt nước, khiến cho người nhìn hai mắt tỏa sáng. Từ lần trước tại trong yến hội của ông nội gặp lại một lần, sau đó thì đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt. Hắn vẫn biết em gái của mình dung mạo rất đẹp đẽ, cho dù trở nên béo ú cũng không che giấu được dung mạo của em mình, nhưng hắn nhưng xưa nay không biết em mình có thể đẹp đẽ đến như vậy. Hôm đó trong yến hội thời điểm nhìn thấy oản oản cảm giác của hắn là kinh diễm, mà giờ khắc này cô bé trước mắt so với ngày đó trong yến hội thấy càng nhiều linh động hơn nhiều. Giống như là đóa hoa sáng chói dưới ánh mặt trời. Đây là người mà từ trước luôn ăn mặc với những hình thù kỳ quái, ngày ngày đuổi theo ở sau lưng Cố Việt Trạch sao? Hắn nhìn thấy cảnh này tưởng như đó là hai người khác biệt vậy. Nguyên bản hắn cũng không tin em mình sẽ cải biến, nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, lại không thể không tin tưởng em mình thực sự không giống như lúc trước nữa rồi. Diệp Oản Oản nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, hồi lâu mới mở miệng, anh tìm em sao? Diệp Mộ Phàm cũng là trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, nghe ba mẹ nói, em có bạn trai. Đúng vậy, ngày đó trong yến hội lúc giải trừ hôn ước với cố Việt Trạch, em cũng đã nói, em đã có người mình thích. Diệp Mộ Phàm đại khái là từ nơi của Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nghe được cái gì đó, trên mặt mang theo mấy phần tức giận. Cô là người chỉ làm cho người khác nhìn thấy mặt xấu của mình, từ lúc nào có thể thay đổi rồi hả? Công việc tại tập đoàn Tư thị, lại họ Tư, chắc hẳn gia cảnh không đơn giản, khi đó với loại hình tượng hỏng bét này của cô, hắn dựa vào cái gì vừa ý cô? Đối với cô không rời không bỏ, người ta nói cái gì, cô tin cái đó. Nói tới Tư thị công tác, liền thật sự là tới làm việc ở Tư thị sao? Diệp Oản oản sắc mặt bình tĩnh, trong lòng em tự mình nắm chắc điều đó diệp mộ phàm cười lạnh một tiếng cô có thể có cái gì để cân nhắc lần trước bị lừa đến còn chưa đủ sao diệp oản oản cũng bị bước ra hỏa khí ánh mắt hơi lạnh mà hướng về diệp mộ phàm nhìn lại vậy cũng so với anh còn tốt hơn em giàu gì lạc đường còn biết đường quay lại nhưng anh vẫn còn đang bị trầm mộng kỳ lừa gạt xoay quanh trầm mộng kỳ lại dựa vào cái gì mà vừa ý anh như vậy đối với anh không rời không bỏ người ta nói cái gì anh tin cái đó cô diệp mộ phàm nhất thời nghẹn một cái cả giận nói cô đừng cầm vì tiện cái gì cũng so sánh cùng với mộng kỳ ngày hôm nay tôi tới đây không phải là tới cùng cô gây gổ có chính sự nói cùng cô tôi hỏi cô cô bây giờ đang ở tại truyền thông quang diệu đi làm thêm sao đúng thế có vấn đề gì sao lập tức từ bỏ đi diệp mộ phàm nói lý do trên mặt của diệp mộ phàm tràn đầy vẻ giận dữ lý do còn có thể có lý do gì nữa Cô chẳng lẽ không biết truyền thông Quang Diệu bây giờ là đối thủ một mất một còn với giải trí tụ tinh, khắp nơi đang chèn ép giải trí tụ tinh, cùng giải trí tụ tinh đối nghịch. Nhưng cô lại làm việc ở Quang Diệu, rốt cuộc là có ý gì? A, à, cô biết mà, cô làm sao có thể không có khả năng chứ? Từ khi ngồi lên tổng thanh tra nghệ sĩ kinh tế của truyền thông Quang Diệu, chính cô là người trong bóng tối thúc đẩy truyền thông Quang Diệu đi chèn ép giải trí tụ tinh, cướp đoạt công việc từ phía giải trí tụ tinh chương 608 có phải là không có não hay không? Diệp Oản Oản diếu cợt câu dẫn ra khóe môi, anh có thể đi lao động tay chân làm tài xế cho người khác, tại sao em lại không thể đi đến chi nhánh công ty hoàn cầu làm việc được? Diệp Oản Oản, chuyện có liên quan đến Trầm Mộng Kỳ, Diệp Mộ Phàm lập tức nổi cơn tức giận, sao cô có thể nói lời khó nghe như vậy? Trầm Thúc đã không phải là tài xế của ba nữa rồi, coi như đã từng là thì sao chứ, chuyện đó cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài. Mộng Kỳ cho tới nay luôn đối tốt với cô như vậy, lúc không có ai nói dùm cô biết bao nhiêu là lời nói, khắp nơi suy nghĩ cho cô, vì cô mà giải thích, thậm chí phụng bồi cô cùng nhau lưu ban, mà cô xem mình đi, đã hồi báo thế nào rồi. Làm nhục cô ấy, thậm chí làm nhục cha cô ấy. Nghe được chính miệng Diệp Ngộ Phàm nói những lời quyết một lòng của mình như vậy đối với Trầm Mộng Kỳ, hoàn toàn đem Trầm ra coi thành người một nhà, vì Trầm ra như vậy công kích cô, Diệp Oản oản thiếu chút nữa cười ra tiếng kiếp trước trầm mộng kỳ không chỉ đem cô bẫy cho thương tích đầy mình, mà còn trực tiếp đem Diệp Mộ Phàm hại chết, cuối cùng, cha mẹ, cả nhà bọn họ đều bị hãm hại. Cô còn nhớ rõ, kiếp trước trầm mộng kỳ vì muốn để cho trầm gia cầm được một miếng đất mà người khác cũng muốn đầu tư vào đã khuyên khích Diệp Mộ Phàm đi tới Diệp ra trộm thư đấu thầu. Mà Diệp Mộ Phàm lại có thể thực sự đi đến làm chuyện đó. Cuối cùng trầm ra lấy được mảnh đất kia, mà Diệp Mộ Phàm lại bị Diệp Hiệu An cùng Diệp Y Y phát hiện, cha mặc dù phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là con trai trưởng, Diệp Mộ Phàm lại là trưởng tôn, ông nội bà nội rất có thể sẽ mềm lòng để cho bọn họ về nhà, cho nên nhị thúc cùng Diệp Y Y từ đầu đến cuối đều coi cả nhà bọn họ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Diệp Thiệu An luôn muốn đem cha cô hoàn toàn bị phá hủy, đang giàu dĩ vì không mượn được cớ nào, kết quả, Diệp Mộ Phàm lại đem nhược điểm như vậy đưa tới trước mắt mình. Kết quả cuối cùng là ông nội bà nội nổi trận lôi đình, hoàn toàn đoạn tuyệt với cha mẹ cô, thậm chí muốn cho Diệp Mộ Phàm chịu trách nhiệm trước luật pháp, mà cha cô khi đó vì muốn giữ anh cô tránh cho anh cô trực tiếp ngồi tù, thân thể của cha cô hoàn toàn sụp xuống, cũng là vào lúc đó. Đời này, chuyện này, Diệp Oản Oản dựa theo thời gian suy tính, không bao lâu liền sắp xảy ra đi. Cái sự kiện cạnh tranh đất đai đó chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nhìn tình huống hiện tại của Diệp Mộ Phàm, 100% trầm mộng kỳ muốn để hắn làm cái gì hắn liền sẽ đi làm cái đó mất. Diệp Oản Oản cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nhìn về phía người đàn ông đối diện mình cả giận nói, Diệp Mộ Phàm Anh có thể thanh tỉnh một chút hay không? Anh ở tại giải trí tụ tinh làm một trợ lý tạo hình nho nhỏ, giống như một con chó nhỏ ở bên cạnh Hà Tuấn Thành, giúp đỡ giải trí tụ tinh huấn luyện nghệ sĩ. Nhưng cuối cùng tất cả vinh dự cùng công lao toàn bộ đều rơi vào trên người của Hà Tuấn Thành, anh có phải không có não hay không? Anh rốt cuộc có mưu đồ gì? Thân sắc của Diệp Mộ Phàm không chút nào dao động đáp, cô thì biết cái gì, toàn bộ những điều làm cho Mộng Kỳ này đều là vì tốt cho tôi. Diệp Oản Oản, tôi cho cô biết, Mộng Kỳ là người phụ nữ trọng yếu nhất đời tôi, nếu như cô tiếp tục đối với Mộng Kỳ có thái độ này, như thế giữa chúng ta cũng không có gì đáng nói nữa. Diệp Mộ Phàm nói xong, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Anh, nhìn lấy bóng lưng rời đi của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản muốn gọi lại hắn, muốn nói để cho hắn không nên tin trầm Mộng Kỳ không nên ngu ngốc như vậy nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không nói câu nào ra khỏi miệng cả. Bởi vì coi như vào lúc này cô nói gì đi chăng nữa, Diệp Mộ Phàm cũng sẽ không tin tưởng lời của cô, ngược lại quan hệ với cô sẽ càng bết bát hơn. Coi như hắn tin tưởng rồi, cô ngăn cản được lần đầu tiên, cũng không ngăn cản được lần thứ hai. Lần này, cô nhất định phải để cho Diệp Mộ Phàm tỉnh ngộ, hơn nữa phải để cho hắn có một cái giáo huấn triệt triệt để để. Về phần ba mẹ cô bên kia, chỉ có thể tạm thời để cho bọn họ chịu chút hủy khuất mà thôi. Nếu không, nếu như lần này không đem chuyện của anh trai cô giải quyết hoàn toàn, ba mẹ cô tương lai còn có thể vì thế mà chịu đau thương nhiều hơn nữa mất. chương 609, bắt vào tay. Giải trí thuộc tinh. Một chiếc màu bạc Ferrari dừng lại ở dưới cửa công ty. Người đàn ông thân người mặc đồ theo phong cách trào lưu hiện đại, mang kính dâm đắt tiền, sửa sang lại vạt áo, từ bên trong xe cất bước xuống, vừa bước vào cửa công ty, một đường liền có không ít nghệ sĩ cùng nhân viên làm việc ân cần tiến lên chào hỏi. Hà tổng thanh tra được, Hà tổng thanh tra, ngài nói lần trước phải giúp tôi hóa trang, lúc nào có thời gian a, à, người ta đều chờ người thật lâu rồi a. À. Hà tổng thanh tra rõ ràng trước đáp ứng tôi rồi đó, ngài không quên chứ. Đối với Minh Tinh mà nói, đoàn thể tạo hình phía sau màn có tầm quan trọng như thế nào thì ai cũng có thể tưởng tượng được rất nhiều minh tinh đại gia phía sau màn đều có đoàn đội tạo hình đứng đầu thực lực mạnh mẽ, đủ để cho bọn họ như hổ thêm cánh. Hà Tuấn Thành hôm nay là trong vòng giải trí trở thành thợ trang điểm có quyền thế mạnh, lần trước còn thu được giải thưởng lớn dành cho thợ trang điểm do SN thời thượng hàng năm bầu chọn, được giới thời trang cấp cho danh sưng, tạo thần thủ, trầm mộng kỳ cũng được khen là, thời thượng giáo chủ, chỉ cần là hóa trang cho mộng kỳ, đều sẽ trong nháy mắt trở thành bạo nổ, được mọi người nhìn mãi không chán, vừa mới xuất đạo liền nhận được không ít tài nguyên cùng đại diện nhiều mặt hàng. Hà Tuấn Thành cầm chiếc chìa khóa xe Ferrari, hưởng thụ sự tân bốc của mọi người, trực tiếp đi đến trong thang máy lầu cuối dành riêng cho mình. Bên trong phòng vũ đạo tầng chót của công ty cao ốc, Hà Tuấn Thành lặng lẽ đến gần cô gái đang ở bên trong luyện múa, từ phía sau lưng đem cô gái đó ôm lấy, thân ái. Trầm mộng kỳ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười duyên sẵn giọng đáp, ở trong công ty đấy, chú ý một chút. Hà Tuấn thành tay không kịp chờ đợi ở trên người cô ta lục lọi, không ở công ty liền có thể không chú ý rồi sao? Ừ, chúng ta đều đã lâu không có. Trầm mộng kỳ thở nhẹ nói, đừng làm rộn, chờ cuối tuần này đi. Ánh mắt của Hà Tuấn Thành nhất thời sáng một cái, được, anh đây tại chỗ cố chờ em. Hà Tuấn Thành nói xong ở trên ghế salon ngồi xuống, đốt điếu thuốc, sắc mặt hơi trầm xuống nói, đúng rồi, tiến trình cho buổi đấu giá, sợ rằng không lạc quan cho lắm. tại sao? trầm mộng kỳ lập tức hỏi. anh nghe nói lần này diệp gia cũng tham dự cạnh tranh, hà tuấn thành mở miệng nói. cái gì? nhắc tới diệp gia, sắc mặt của trầm mộng kỳ nhất thời liền có chút ít khó coi. cha là người giúp việc của diệp gia điểm này vẫn luôn là điều mà cô ta kiên kỵ. cũng may con người đều là loại động vật chỉ nhìn thấy lợi ích, hai năm gần đây giải trí thuộc tinh phát triển càng ngày càng tốt nên thái độ của những người đó đối với cô ta cũng bắt đầu thay đổi trầm mộng kỳ cắn răng ngay sau đó đáy mắt thoáng qua một vệt tinh quang vậy thì thế nào chỉ cần biết giá của diệp ra hạng mục hào quang còn không phải là của chúng ta sao hà tuấn thành nói loại cơ mật này làm sao có thể tùy tiện biết được chẳng lẽ em trong tập đoàn diệp thị có cài người vào hay trầm mộng kỳ mở miệng yếu ớt đáp lại anh cũng nói là cơ mật coi như đặt vào người cũng không khả năng tiếp xúc được loại văn kiện cơ mật trình độ này. Bất quá, anh quên à, hiện tại ở Diệp gia có ai ở tại công ty chúng ta rồi hả? Em nói là Diệp Mộ Phàm, cái người chỉ biết ăn nhậu chơi bời, chứ làm ra được chút tạo hình, cái gì cũng như tiểu bạch kiểm, hắn có thể làm cái gì được chứ? Mặt Hà Tuấn thành lộ vẻ khinh thường. Mặc dù một nhà Diệp Mộ Phàm đều bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng hắn dù sao đã từng là đại thiếu gia Diệp gia. Nếu để cho hắn lẻn vào đi hỏi thăm chút tin tức nội bộ, cũng không phải là chuyện không thể nào, không phải sao? Trầm Mộng Kỳ khẽ cười một tiếng. Sắc mặt của Hà Tuấn thành không quá chắc chắn mà trầm ngâm nói, Diệp Mộ Phàm sẽ đi mạo hiểm như vậy sao? Lấy trộm bí mật thương nghiệp, đây chính là phạm pháp. Trầm Mộng Kỳ vuốt ve móng tay được tu bổ tinh xảo của chính mình, thần sắc ngạo nghễ nói, vậy thì thế nào? Chỉ cần em mở miệng, hắn dĩ nhiên sẽ đi rồi chương 610, không được để cho hắn chạm qua. Hà Tuấn Thành ôm hông của Trầm Mộng Kỳ, a à, em tên tiểu yêu tinh này, đem thằng mốc diệp mộ phàm kia mê đến thần hồn điên đảo, chỉ cần em nói cái gì, thì hắn làm cái đó rồi. Nghe thế, Trầm Mộng Kỳ khóe miệng hơi dương lên, mặt lộ vẻ đắc ý, diệp mộ phàm kia đối với cô là quyết một lòng. Trầm Mộng Kỳ tin tưởng, nếu như giờ phút này cô bảo hắn đi chết, diệp mộ phàm cũng sẽ không chút do dự làm theo. Hắc hắc, diệp mộ phàm đó cũng không soi mặt mình vào trong nước tiểu xem còn tưởng rằng em đối với hắn thật sự là mối tình thắm thiết hà tuấn thành lạnh giọng cười một tiếng còn không đợi trầm mộng kỳ mở miệng hà tuấn thành liền hướng trước ngực của cô tìm kiếm lúc này trầm mộng kỳ phát ra một thanh âm mềm mại sắc mặt ửng đỏ diệp mộ phàm kia đối với em si tình như thế chẳng lẽ em cho hắn nếm được cái gì ngon ngọt rồi hà tuấn thành nhược hữu sở chỉ mở miệng Đồ, nói nhăng gì đó, Trầm Mộng Kỳ cáu giận, em sao lại thế, làm sao có thể đồng ý chứ, Diệp Mộ Phàm là loại cóc ghẻ, ngay cả tay của em đều không để cho hắn chạm qua. Thực sự, trong khi nói chuyện, bàn tay phải của Hà Tuấn Thành, xuyên thấu qua cổ áo Trầm Mộng Kỳ, thô bạo rũi vào. Dĩ nhiên, mỗi ngày đều phải nhìn khuôn mặt kia, em cũng sắp ói, em còn không phải là vì anh, hắn tạo hình thành tựu cùng thiên phú, thật là không tệ, bất quá, hiện tại đều là anh rồi trầm mộng kỳ nói xong thân thể không tự chủ được nhích lại gần trong ngực của hà tuấn thành hà tuấn thành mặt lộ khinh thường diệp mộ phàm chính là một phế vật có thể làm việc cho anh đó là phúc hắn tu luyện mấy đời vì hồi báo hắn anh cũng chỉ đành đem người đàn bà hắn yêu mến nhất phục vụ cho thật thoải mái dễ chịu ghét trầm mộng kỳ nhéo một cái ở cổ của hà tuấn thành đêm khuya diệp mộ phàm rốt cuộc làm xong đang chuẩn bị xuống lầu thời điểm đi ngang qua khu làm việc, phát hiện phòng làm việc của Trầm Mộng Kỳ vẫn sáng đèn. Diệp Mộ Phàm đi tới, gõ cửa một cái, Mộng Kỳ, trễ thế này rồi sao em còn chưa về nhà? Mặt Trầm Mộng Kỳ đầy vẻ mệt mỏi, có chút việc chưa xử lý xong. Đây là, Diệp Mộ Phàm nhìn trồng tài liệu trên mặt bàn Trầm Mộng Kỳ, hạng mục hào quang. Đúng vậy, anh cũng biết, hạng mục đầu tư này, đối với Trầm Gia rất quan trọng, nếu lần này bỏ qua, sợ là rất khó có cơ hội tốt như vậy nữa anh thấy thực lực mấy công ty tham gia cạnh tranh lần này đem so sánh việc trầm ra lấy được hạng mục này không có vấn đề lớn diệp mộ phàm mở miệng nói trầm mộng kỳ sắc mặt hơi chăm chú mà mở miệng nói mấy công ty như hoa vũ hương đạt phương thị quả thật không bằng trầm thị chúng ta nhưng là hiện tại đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta là tập đoàn diệp thị vẻ mặt diệp mộ phàm có chút ngoài ý muốn cái gì Diệp thị cũng tham dự. Đúng vậy, em cũng mới biết được tin tức. Hiện tại chúng ta song phương có thể đưa ra cái khác hạng mục chấm điểm cũng không sai biệt lắm, chỉ còn lại giá cả khối này. Nếu là có thể suy tính ra đối phương cạnh tranh giá quy định. Trầm Mộng Kỳ nói lấy lắc đầu một cái, than thở mở miệng nói, nhưng là đối phương giá quy định làm sao có thể dễ dàng như vậy suy tính ra? Vì hạng mục này chúng ta trầm ra ném vào vô số tinh lực, chỉ sợ vẫn là không đụng nổi Diệp gia. Diệp mộ phàm nhìn trầm mộng kỳ nặng nề vành mắt đen, một trận thương tiếc, chớ phiền tâm rồi, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút tình huống. Mộ phàm ca, cảm ơn anh, em không sao, mặc dù lấy năng lực của em khả năng cũng không làm được cái gì, nhưng là hy vọng có thể làm hết sức đến giúp ba ba một chút bận rộn, trầm mộng kỳ nói lấy, liền muốn đứng dậy đi trên giá sách cầm tài liệu. Audio điện tử võ tấn bền Chương 611, không có thuốc chữa. Kết quả, trong nháy mắt đứng dậy, thân hình trầm mộng kỳ đột nhiên thoáng một cái, trực tiếp xỉu. Mộng kỳ, diệp mộ phàm sợ đến sắc mặt đại biến, nhanh chóng đi qua ôm trầm mộng kỳ đặt lên ghế salon. Mộng kỳ, em tỉnh lại đi, đừng dọa anh, diệp mộ phàm mặt đầy khẩn trương. Một hồi lâu sau, trầm mộng kỳ mới ung dung tỉnh lại, anh mộ phàm, em không sao, không có chuyện gì, chỉ là đầu hơi choáng váng, chắc là bởi vì mấy ngày qua thức đêm hai tay diệp mộ phàm để bên người gắt gao nắm thành quả đấm thật xin lỗi đều là anh vô dụng mới để cho em mệt nhọc như vậy không phải anh đã giúp em rất nhiều trầm mộng kỳ một bộ vẻ mặt quan tâm diệp mộ phàm nhìn sắc mặt nữ hài tái nhợt mệt mỏi trầm mặc chốc lát cuối cùng rốt cuộc tựa như quyết định mở miệng nói mộng kỳ không cần phiền tâm hiện tại lập tức trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe chuyện này giao cho anh anh bảo đảm giúp em làm đến đáy ngọn tập đoàn diệp thị Trầm Mộng Kỳ che giấu đáy mắt vui mừng, mặt lộ bất an nói: "Có thật không? Nhưng là, anh sẽ làm sao?" Diệp Mộ Phàm trấn an mà nhìn Trầm Mộng Kỳ một cái, anh tự nhiên có biện pháp của anh, tóm lại tin tưởng anh, nếu đáp ứng em, anh nhất định sẽ làm được. Trầm Mộng Kỳ trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ: "Mộ Phàm, anh đối với em thật tốt, chỉ cần có anh ở bên người, em liền đặc biệt an tâm, cái gì cũng không sợ. Chờ công ty của chúng ta lớn mạnh, lớn mạnh đến mức có thể chống lại diệp ra đến lúc đó sẽ không để anh phải lét lén lút lút chịu ủy khuất em muốn tất cả mọi người đều biết anh mộ phàm của em thật lợi hại thật ưu tú diệp mộ phàm nghe vậy trong lòng tràn đầy cảm động nhà đầu ngốc với anh chỉ cần em thật vui vẻ là đủ vì em anh làm cái gì đều nguyện ý anh mộ phàm trầm mộng ký ôn nhu mềm mại mà tựa sát trong ngực của diệp mộ phàm nhưng trong lòng tràn đầy khinh thường cùng diễu cợt cô liền biết chỉ cần cô hơi dùng chút thủ đoạn diệp mộ phàm liền sẽ nói gì nghe nấy chuyện gì cũng đều nguyện ý làm giải quyết diệp mộ phàm xong trầm mộng Kỳ ánh mắt lóe lên hỏi dò đúng rồi anh mộ phàm anh gần đây có tin tức của oản oản không cô ấy có khỏe không bây giờ cô chính là nhờ nước dâng thuyền cao tự nhiên treo giá không vội tìm kim chủ cùng hà tuấn thành cũng chỉ là vui đùa một chút sau khi gặp qua người đàn ông trên cao là tư dạ hàn kia nhìn lại những thứ phàm phu tục tử này, thật sự là không hợp mắt. Nhắc tới Diệp Oản Oản, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm liền không tốt lắm, không biết, không có liên lạc qua, nhắc đến nó làm gì, nhà đầu kia đã hết thuốc chữa. Nghe ba mẹ anh nói đang cùng Tiểu Bạch Kiểm lui tới, sợ là đến lúc đó bị người bán còn phải đếm tiền cho người ta. Tiểu Bạch Kiểm, trầm mộng kỳ mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên chơi chán rồi liền bị ném bỏ rồi hả? Chỉ tiếc, trước lúc cô ta bị đạp rơi đã có mối quan hệ với tư giả hàn. Bất quá, nhìn Diệp Oản Oản xui xẻo, vẫn thật vui vẻ. Còn có Giang Yên Nhiên không ai bị nổi đó, cô cũng đã sớm đem bỏ lại đằng sau. Cùng lúc, bên trong một phòng ăn bao xương nào đó. Cao phóng viên, như thế nào? Có tin tức không? Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản ngồi đối diện chính là phóng viên cao phi thủ lĩnh tuần san sao hỏa, cũng chính là người lúc đầu theo chỉ thị của cô trợ giúp Hàn Thiên Vũ rửa sạch tội danh, là Paparazzi đứng thứ nhất giới giải trí. Trước đó tuần san sao hỏa đã sắp phải ngừng xuất bản, nhờ có sự kiện của Hàn Thiên Vũ mới một lần nữa quật khởi, Cao Phi ở trong vòng giải trí cũng dần khôi phục địa vị ngày xưa. Sau khi Diệp Oản Oản gia nhập Quang Diệu, cũng một mực duy trì liên lạc với Cao Phi. chương 612, thấy được thì thế nào? Tôi nói này Tổng Thanh tra Diệp, cậu là có thủ oán với trầm ra sao? Tôi thấy cậu gần đây tựa như một mực đang đùa với tụ tinh giải trí à? Cao Phi thử hỏi dò. Diệp Oản Oản tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài lục lọi ly trà bằng sứ, thờ ơ mở miệng, coi là vậy đi. Cao Phi cười một tiếng, ngược lại cũng không hỏi nhiều, mở miệng nói, tổng thanh tra Diệp đoán không sai, trầm mộng kỳ cùng Hà Tuấn Thành, quả thật có vấn đề. Bất quá cô ta làm người vô cùng cẩn thận, tôi đi theo rất lâu cũng không bắt được chuôi của cô ta, mãi đến một tuần lễ trước mới có một chút dấu vết, hai người này định kỳ sẽ hẹn hò ở một quán rượu. Diệp oản oản ánh mắt hơi đổi, giúp tôi tra đến phòng hào. Không thành vấn đề, yên tâm, trong tuần này, nhất định cho cậu kết quả. Cao Phi sảng khoái nói. Diệp oản oản dơ lên ly trà, nói cảm ơn một cái, vậy thì cảm ơn. Tổng thanh tra Diệp khách khí, muốn cảm ơn chắc cũng là tôi cảm ơn cậu, ban đầu nếu như không có cậu, sợ rằng tuần san sao hỏa chúng tôi đã phải ngừng xuất bản rồi. Cao Phi từ trong thâm tâm mở miệng nói. Sau khi cùng Cao Phi trò chuyện xong liền từ biệt, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm điện thoại, toàn bộ tin tức có liên quan tới, hào quang, đáy mắt lãnh ý lan tràn. Một ngày trước cạnh tranh, đêm khuya, Diệp Mộ Phàm mở ngăn kéo dưới cùng bàn đọc sách ra, từ bên trong lấy ra một chuỗi chìa khóa cũ kỹ lúc trước cả nhà bọn họ bị đuổi ra ngoài giống như chó nhà có tang vậy, nhà cũ cũng bị Diệp Thiệu Đình chiếm đoạt, bất quá, tất cả chìa khóa nhà cũ, bên này hắn đều dành trước. Mấy năm trước hắn không cẩn thận đem chìa khóa trong nhà làm mất, cố ý để cho người đi làm một chuỗi lần nữa, chẳng qua là sau đó hắn vừa tìm được chuỗi đã vứt này. Theo cá tính của Diệp Thiệu An, văn kiện quan trọng như vậy, nhất định là để ở trong thư phòng trong nhà. Chỉ cần hắn lén vào xem một cái, liền có thể thần không biết quỷ không hay làm đến giá quy định. Sau khi hít một hơi dài, Diệp Mộ Phàm cầm chìa khóa ra cửa. Nhà cũ Diệp ra, yên tĩnh không tiếng động. Nơi này dù sao cũng là chỗ hắn ở từ nhỏ đến lớn, Diệp Mộ Phàm liền quen thuộc hơn cả, dễ như trở bàn tay liền tránh được bảo an tiến vào sân nhỏ. Trong bóng tối, Diệp Mộ Phàm mặt đầy vẻ tự diễu, a à, rõ ràng là nhà của hắn, nhưng lúc này lại phải lén lén lút lút đi vào như một kẻ gian sự tình còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn. Diệp mộ phàm rất nhanh liền lẻn vào thư phòng, thành công tìm được thư đấu thầu hào quang bộ môn, thấy được đáy mục tiêu giá cả. Sáng ngày thứ hai, giải trí thuộc tinh, Hà Tuấn thành thần sắc diếu cợt, đến bây giờ còn chưa có tin tức, em xác định Diệp mộ phàm có thể giải quyết được. Trầm mộng kỳ thần sắc lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, gấp cái gì, không phải là còn chưa tới thời gian sao? Chẳng lẽ anh còn chưa tin em? Hà Tuấn Thành cười một tiếng, anh sao lại không tin mị lực của Trầm Đại tiểu thư đây? Anh đi ra ngoài trước đi, đừng để lát nữa hắn tới sẽ phát hiện cái gì. Trầm Mộng Kỳ mở miệng, chờ tới bây giờ còn không có tin tức, cô có chút tâm phiền ý loạn. Thấy được, hắn lại làm khó dễ được anh sao? Cái đó oát con vô dụng. Hà Tuấn Thành lạnh rên một tiếng, đang tiến tới môi Trầm Mộng Kỳ, đùng 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 tiếng gõ cửa vang lên. Chắc là Diệp Mộ Phàm trầm mộng kỳ sắc mặt vui mừng lập tức đem người đẩy ra hừ thật là mất hứng hà tuấn thành không cam lòng mà đứng dậy trầm mộng kỳ sửa sang lại quần áo sau đó mở miệng nói đi vào diệp mộ phàm đẩy cửa đi vào thời điểm nhìn thấy hà tuấn thành cũng ở đây hơi nhíu mày một chút tôi có chuyện muốn nói riêng với mộng kỳ diệp mộ phàm mở miệng đáy mắt hà tuấn thành thoáng qua một vệt âm trầm trên mặt lại ra vẻ hào phóng đứng lên ha ha chuyện của tôi đã nói xong, các người trò chuyện đi. chương 613, không có quan hệ gì với cô. Vừa mới nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, Trầm Mộng Kỳ lập tức thân mật khoác cánh tay hắn, anh Mộ Phàm, sự tình thế nào? Đã tra được, giá của Diệp ra là 78 triệu, chúng ta chỉ cao hơn cái giá này liền có thể cầm đến hạng mục. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Trầm Mộng Kỳ nghe được Diệp Mộ Phàm nói chắc chắc như vậy, không dám lập tức tin tưởng, trần chờ mở miệng nói, Mộ Phàm, anh xác định sao? Dĩ nhiên, em không phải là hoài nghi anh, chẳng qua là tầm quan trọng của hạng mục này đối với em ra sao, anh đều biết. Diệp Mộ Phàm ngữ khí chắc chắc, yên tâm, anh tận mắt nhìn qua đoàn thư cạnh tranh của tập đoàn Diệp Thị, không có sai. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, sợ là Diệp Mộ Phàm lợi dụng tiện lợi trước đây lẻn vào Diệp ra nhìn thư cạnh tranh. Cứ như vậy, thực sự chính là không sơ hở tí nào. Quả nhiên, bước cờ này lợi dụng kẻ ngu diệp mộ phàm là đi đúng rồi. Trầm mộng kỳ mặt đầy vui mừng mà ôm diệp mộ phàm, mộ phàm, anh thật lợi hại. Cảm ơn anh, thật cảm ơn anh. Diệp mộ phàm xoa xoa tóc của trầm mộng kỳ, nhà đầu ngốc, với anh còn nói cảm ơn cái gì, anh là nên cảm ơn em đã tín nhiệm anh. Ẩn bên ngoài phòng làm việc, sau khi diệp mộ phàm rời đi, Hà Tuấn thành lặng lẽ đi ra, phun một cái về phía bóng lưng rời đi của diệp mộ phàm. Một cái ngu ngốc mà thôi, ngạo cái gì. Đẩy cửa phòng làm việc ra, Hà Tuấn Thành ôm hông của Trầm Mộng Kỳ, cục cưng, thế nào? Giờ phút này Trầm Mộng Kỳ tâm tình rất tốt, trong lòng có dự tính mà mở miệng nói, 78 triệu. Hà Tuấn Thành nghe vậy, hơi nhíu mày, ha ha, không nghĩ tới Diệp Mộ Phàm kia lại đem giá thầu của nhà mình đưa ra. Nói xong ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ đề nghị, nếu đã biết giá quy định rồi, không bằng em trực tiếp ra giá 7.810 vạn, ở tình huống tổn thất xuống thấp nhất, bắt lại hạng mục này. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy Trầm Ngâm nói, nhưng là, nếu như ra giá tranh lệch nhỏ như vậy, chỉ sợ sẽ bị nhìn ra đầu mối chứ. Chỉ kém 100 ngàn, cái này cũng quá trùng hợp rồi, không phải là rõ ràng nói với Diệp ra, chúng ta biết giá đấu của bọn họ. Hà Tuấn Thành mở một chai rượu vang, rót vào trong ly nhẹ nhàng đung đưa, cười một tiếng mở miệng nói, Mộng Kỳ, em đều đã biết rồi, sao không tranh thủ lợi ích lớn nhất? Nếu như nói cao hơn nữa, liền không có lợi nhuận gì. Lại nói, coi như Hoài Nghi thì thế nào, cùng em không có bất cứ quan hệ nào. Cái giá đấu này là Diệp Mộ Phàm dò xét, lấy trộm bí mật thương nghiệp cũng là Diệp Mộ Phàm, dĩ nhiên là cùng với cô không có bất kỳ quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Trầm Mộng kỳ ánh mắt hơi sáng, không sai, anh nói rất có đạo lý. Hào Quang là hạng mục cô phụ trách đầu tư thứ nhất đối với cô mà nói vô cùng quan trọng dĩ nhiên là hoàn thành càng đẹp càng tốt có thể sử dụng giá cả có lợi như vậy đánh bại diệp ra đó là không thể tốt hơn nữa hà tuấn thành dơ ly rượu chắt lên như thế cạn ly chúc mừng em bắt lại hạng mục này trầm mộng kỳ cười tươi như hoa cạn ly ngày công bố kết quả cạnh tranh bên trong đại sảnh lục ra đơn vị tề tụ một đường ngồi quanh trên bàn dài mảnh tập đoàn Diệp Thị người tham dự đại biểu là Diệp Hiệu An cùng Diệp Y Y, trầm ra bên này là trầm mộng kỳ cùng phó tổng giám đốc mang theo đoàn đội công ty. Nhìn thấy Diệp Y Y, trầm mộng kỳ lập tức nhiệt tình tiến lên chào hỏi, chị Y Y, đã lâu không gặp, chị vẫn đẹp đẽ mê người như thế. Mộng kỳ, Diệp Y Y hướng về người tới nhìn lại, mở miệng cười nói, chân chính đẹp mắt là em chứ, quả nhiên là nữ đại 18 biến thành, chị mới thiếu chút nữa không dám nhận chương 614, khẳng định ra nội gian. Chị Y, y lại trêu ghẹo em rồi. Em làm sao có thể so sánh được với khí chất của chị Y Trầm mộng kỳ nịnh nọt. Hai người sau một phen khen ngợi qua lại lẫn nhau, từng người ngồi vào vị trí của mình, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Ngay chính giữa trên chủ vị, người phụ trách đứng dậy tuyên bố kết quả, các vị khách mời, các đơn vị cạnh tranh, hiện tại tôi chính thức tuyên bố, trải qua xét duyệt của tổ ủy, cạnh tranh hạng mục hào quang, giờ phút này đơn vị trúng thầu là tập đoàn Trầm Thị. Giá tiền trúng thầu là 7.810 vạn. Đại tiểu thư, chúng ta thành công. Phó tổng giám đốc của Trầm Thị cùng đoàn đội công ty hưng phấn mà hoan hô lên. Trầm Mộng Kỳ một bộ lãnh đạm bình tĩnh như thường vẻ mặt mỉm cười. Về phần mấy người ở tập đoàn Diệp Thị đối diện chính là toàn bộ sắc mặt đều đổi. Cái gì, 7.810 vạn? Làm sao chỉ hơn giá cạnh tranh của chúng ta 100 ngàn? cái này cũng quá trùng hợp đi diệp thúc thúc y y tỷ đa tạ tương nhượng trầm mộng kỳ hoàn toàn không lo lắng diệp ra sẽ hoài nghi gì đi tới khách khí cùng mấy người diệp y y chào hỏi diệp y y che giấu vẻ kinh dị nơi đáy mắt sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói đâu có là các vị bằng thực lực thắng được đã vậy y y tỷ diệp thúc thúc chúng ta đi trước đây thần sắc trầm mộng kỳ ngạo nghễ mang theo mọi người ở công ty rời đi Loại tiểu hạng mục này thật ra thì Diệp ra cũng không để ở trong mắt, nhưng là lại có thể bị chặn ngang nửa đường như vậy, mặt mũi của hắn sẽ đặt ở đâu đây? Bên cạnh, một vị cao tầng mở miệng, chủ tịch, công ty chúng ta khẳng định có nội gian. Giá tiền này tuyệt có đúng hay không thái độ, không có khả năng trùng hợp như vậy, tranh lệch nhỏ như vậy. Diệp Thiệu An khẽ xì một tiếng, mấy người trầm ra có bản lãnh gì ở Diệp Thị chúng ta nằm vùng nội gian. Diệp Y trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, văn kiện liên quan cạnh tranh từ đầu tới cuối chỉ có qua tay ta cùng cha, không có người thứ ba biết, hơn nữa tài liệu đều là trực tiếp khóa tại thư phòng, căn bản cũng không khả năng tiết lộ. Vậy là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong nhà có thể có trộm vào hay sao? Diệp Thiệu An trầm giọng nói. Diệp Y Y không biết nghĩ đến cái gì, thử thăm dò mở miệng hỏi, ba, nếu như ta nhớ không lầm, không phải bây giờ mộ phàm đang đi làm ở giải trí tụ tinh của trầm ra sao? Diệp Thiệu An mặt lộ vẻ khinh bỉ, là ở Trầm gia không sai. Nhiều lần thời điểm đụng mặt lại có người nói thiếu gia chúng ta đang làm công giúp việc cho Trầm gia, hắn cũng thật là không chế mất thể diện. Diệp y, y nghe vậy muốn nói lại thôi, như thế ba có khả năng hay không là mộ phàm. Diệp Thiệu An sắc mặt đột nhiên thay đổi, con nói là là Diệp mộ phàm nhìn lén thư cạnh tranh. Diệp y, y mở miệng nói, cái này không có chứng cứ, con cũng không dám nói bậy bạ. Chẳng qua là cái giá tiền này nhất định là có vấn đề Mà công ty những người khác lại không có khả năng tiếp xúc được với thư cạnh tranh Như thế chỉ có thể là người của Diệp ra chúng ta rồi Diệp Thiệu An nhất thời liên tục cười lạnh Trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý A à, hay A à. Hay cho một tên Diệp mộ phàm Lại biển thủ, ăn cây táo, rào cây sung Làm ra loại chuyện xấu tổn hại tới lợi ích gia tộc này Diệp Thiệu Đình ngược lại là phải nhìn một chút Lần này xem hắn làm sao bảo vệ được con trai mình. Nói xong quay sang Diệp Y Y mở miệng nói, "Y Y, con bây giờ lập tức phân phó người đi thăm gì cho ta. Nhất định phải đem chứng cứ tìm tới." Chương 615, đưa cho em. "Được, cha, con lập tức đi làm ngay." Diệp Y Y lập tức đáp lại. Thực ra ban đầu cô vẫn còn oán hận Diệp Thiệu Đình nhẫn tâm đến ngay cả cô là con gái ruột cũng không nhận, hiện tại ngược lại vô cùng vui mừng nếu không phải là Diệp Thiệu Đình từ bỏ mình và mẹ, cô bây giờ cũng sẽ không là thiên kim tiểu thư duy nhất của Diệp ra cũng là người thừa kế duy nhất. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm chỉ với hai phế vật này, sao xứng cùng với cô tranh đoạt gia sản. Diệp Oản Oản, cô ngược lại là không coi vào mắt, chẳng qua là Diệp Mộ Phàm có chút khó giải quyết. Hắn dù sao cũng là nam tôn duy nhất của Diệp ra, mà mẹ lại chỉ có một đứa con gái là cô, khó có thể đảm bảo ngày nào đó ông nội bà nội vì con cháu sẽ lại đem hắn tìm về hiện tại không nghĩ tới Diệp Mộ Phàm lại có thể chính mình lộ ra nhược điểm đưa tới cho cô. Ông bà nội căm ghét nhất chính là hành vi tổn hại lợi ích gia tộc, chỉ là ăn trộm cơm mật công ty còn tiết lộ cho địch thủ cạnh tranh, một điểm này cũng đủ để cho hắn đời này không trở về Diệp ra được nữa, không trở về được công ty. À, lần này, cô ngược lại phải cảm ơn Trầm Mộng Kỳ, cho cô cơ hội tốt như vậy. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Diệp Mộ Phàm bởi vì không yên tâm, cho nên một mực chờ đợi tin tức của trầm mộng kỳ anh mộ phàm thành công em đã lấy được hạng mục hào quang sau khi nghe được lời nói của trầm mộng kỳ diệp mộ phàm mới thở phào nhẹ nhõm thực sự sao quá tốt chúc mừng em mộng kỳ trầm mộng kỳ chịu đựng ác tâm và khinh thường y như là chim non nép vào người vậy nhào vào trong ngực của diệp mộ phàm mộ phàm lần này là nhờ có anh em thực sự không biết nên cảm ơn anh thế nào mới tốt em cảm thấy đời này chỉ lấy thân báo đáp cũng không đủ em muốn đời sau kiếp sau sau nữa đều cùng chung một chỗ với anh em a à, nhìn cô gái mình yêu lộ ra vẻ mặt vô lo đầy vui vẻ diệp mộ phàm đáy mắt tràn đầy cưng chiều quả thật là muốn mang toàn bộ của hắn dâng lên cho cô buổi tối cùng nhau ăn cơm không cho em ăn mừng diệp mộ phàm mở miệng trầm mộng kỳ nghe vậy thần sắc có chút hơi khó xử xin lỗi mở miệng nói cái này tối hôm nay em sợ rằng không có thời gian, ngày khác có thể không. Cô còn hẹn Hà Tuấn thành cuồng hoan đây, nơi nào có công phu đối phó hắn. Diệp mộ phàm mặc dù có chút thất vọng, vẫn là mở miệng nói, đương nhiên là có thể, chờ chừng nào em rảnh thì đi, tối nay công ty nhất định phải mở tiệc ăn mừng, là anh sơ sót. Mộ phàm, anh thật tốt, em đây đi trước đây, ngày mai gặp. Trầm mộng kỳ vừa xoay người, Diệp mộ phàm từ sau lưng kéo tay cô, gọi lại mộng kỳ chờ một chút thế nào mộ phàm nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn tinh xảo thân sắc tựa hồ có hơi khẩn trương một hồi lâu sau từ trong túi lấy ra một dây chuyền màu bạc cái này là anh thiết kế cho em chỉ thấy trên sợi dây màu bạc treo một chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt nhìn qua ảo mộng đẹp vô cùng chẳng qua là chất liệu vô cùng thông thường trầm mộng kỳ nhìn một cái liền biết dây chuyền này chẳng qua là hàng tiện nghi rẻ tiền trong lòng tràn đầy vẻ khinh bỉ nhưng là trên mặt một trận kinh hỉ, oa, wow, thật là đẹp mắt. Là cho em sao? Chương 616, nhất định phải ác một chút. Anh Mộ Phàm, có đẹp không? Rất đẹp, Diệp Mộ Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cố gắng khắc chế, chỉ hôn một cái trên trán cô, đi thôi. Vâng, tạm biệt anh Mộ Phàm, em rất thích sợi dây chuyền này, nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt. Thẩm Mộng Kỳ che giấu vẻ không kiên nhẫn nơi đáy mắt vội vã vẫy tay rời đi. Vạn cảnh danh huyền, trên ghế salon ở phòng khách, Diệp Oản Oản từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian này, buổi họp báo đã kết thúc, thẩm gia đã lấy được cái đó hạng mục đó, mà Diệp gia cũng không phải người ngu, giờ phút này sợ là đã tra ra có nội gián rồi. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái, nhưng người đi qua, cầm tấm thẻ sao chép mở cửa phòng VIP của khách sạn, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì cô làm như thế đối với anh hai mà nói có phải ác độc quá hay không bất quá suy nghĩ này rất nhanh bị lý trí lấn át lửa rừng cháy không bao giờ hết gió xuân thổi tới lại tái sinh lần này cô nhất định phải ác một chút chặt đứt hết sự kỳ vọng của hắn nếu không sẽ thành công dã tràng chẳng qua là phải ủy khuất cha mẹ bị đổ tội nhà cũ diệp ra diệp mộ phàm quá mức tự tin cho rằng mình đủ cẩn thận tránh được camera nhưng lại quên hắn đã rất lâu chưa tới nhà cũ rất nhiều vị trí đặt camera đều đã tăng thêm và thay đổi. Rất nhanh Diệp Y Y liền tra được, một buổi tối trước ngày cạnh tranh, hình ảnh Diệp Mộ Phàm đêm khuya lén lén lút lút ra vào thư phòng. Diệp Hiệu An làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lúc này liền đem sự tình tố cáo nhị lão. Giờ phút này, bên trong thư phòng, Diệp Thiệu Đình, Lương Mỹ Huyên, Diệp Y Y, còn có quản gia Hoàng Minh Khôn tất cả đều ở đây. Nhị lão Diệp ra ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tất cả đều dị thường khó coi. Diệp Thiệu An mặt đầy tiếc nuối, con cho là, mộ phàm chẳng qua là tính tình phóng túng một chút mà thôi, ai biết thậm chí ngay cả loại chuyện trộm gà trộm chó này cũng làm được. Lương Mỹ Huyên thở dài, chuyện này đã không chỉ là ăn trộm, mộ phàm lại có thể lấy trộm bí mật thương nghiệp của Diệp ra đi giúp người ngoài, cái này thật sự là có hơi quá. Hai, Thiệu Đình cùng tỷ tỷ làm sao có thể buông thả cho nó làm bậy như vậy, Lương Mỹ Huyên trên mặt một bộ đau lòng không thôi, nhưng trong lòng lại cười trên nổi đau của người khác. Nguyên bản bà ta cho là Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân sinh được đứa con trai tốt không học vấn không nghề nghiệp, ai biết còn là một đứa ngu xuẩn, lại có thể bị một con hồ ly tinh dỗ mấy câu liền làm ra loại chuyện không có đầu óc này, thật là ông trời cũng đang giúp bà mà. Hiện tại, cuối cùng cũng có thể diệt trừ được một nhà chướng mắt này rồi. Diệp lão gia tử nổi giận dùng sức vỗ lên bàn trà, đổ khốn. Nó đây là muốn tức chết ta, là muốn tức chết ta. Diệp y y vội vàng vỗ nhẹ sau lưng lão gia tử, Ông nội, ông đừng nóng giận, phải bảo trọng thân thể, mộ phàm chẳng qua là nhất thời hồ đồ. Hoàng Minh Khôn đứng bên cạnh đúng lúc thêm dầu vào lửa, mở miệng yếu ớt nói, y, y tiểu thư, mộ phàm thiếu ra tổn hại đến lợi ích gia tộc, thật sự là làm người ta sợ run, đây cũng không phải bốn chữ nhất thời hồ đồ là có thể giải thích, nếu như là hôm nay không xử trí nghiêm ngặt, thì không biết ngày sau còn xảy ra chuyện gì. Hoàng Quản gia nói không sai, lão gia tử giống giận, Hoàng Quản gia, ông đi ông bây giờ lập tức đi đem vợ chồng lão đại, oản oản còn có thằng nhóc kia tất cả đều kêu đến. Ta muốn cùng bọn họ hỏi rõ. Vâng, lão ra. Hoàng Minh khôn đắc ý lui đi ra ngoài. Lần này, Diệp Thiệu Đình sợ là sẽ không có khả năng trở về Diệp ra rồi. chương 617, anh đoán tôi đã phát hiện cái gì? Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân vừa nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới. Cha, mẹ, đã chê thế này, có chuyện gì không? Diệp Thiệu Đình thử thăm dò mở miệng hỏi. Diệp Hồng Duy vừa nhìn thấy Diệp Thiệu Đình lập tức giận tím mặt, anh còn có mặt mũi hỏi chuyện gì? Anh dạy con trai ngoan thật đấy. Mộ phàm, Diệp Thiệu Đình nghe vậy sửng sốt một chút, Lương Uyển Quân vội mở miệng truy hỏi, là mộ phàm gây họa gì sao? Lương Mỹ Huyên bên cạnh mặc đồ đắc tiền, gương mặt được bảo dưỡng không có một tí nếp nhăn, thần sắc ngạo nghễ liếc Lương Uyển Quân ngày xưa kiểu diễm ướt át nhất đế đô, nhưng bây giờ rõ ràng trên mặt đã hiện lên dấu vết của thời gian. ung dung mở miệng nói, chị, mộ phàm lần này, sợ là không chỉ đơn giản là gây họa, hành vi của hắn là phạm tội. cái gì phạm tội? lương uyển quân gấp gáp mở miệng nói, tính tình của mộ phàm là có chút phóng túng, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện phạm tội. lương mỹ huyên diếu cợt khẽ cười một tiếng, tôi nói chị dâu a, ban đầu chị còn nói, anh hai tuyệt đối sẽ không làm những chuyện phản bội công ty đấy kết quả như thế nào. Hoàng Minh Khôn lập tức phụ họa, có những lời nói thật hay, cha không dạy thì con hư, y y tiểu thư dưới sự dạy dỗ của nhị thiếu ra cùng nhị thiếu phu nhân, cao quý yêu nhã, hiếu thuận hiểu chuyện, nhưng hoàn hoàn tiểu thư cùng mộ phàm thiếu ra, một người vô năng, một người không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại thậm chí ngay cả chuyện tổn hại đến lợi ích gia tộc đều làm, trong chuyện này, đại thiếu ra ngài và phu nhân sợ là không tránh khỏi có trách nhiệm. Diệp Thiệu Đình lạnh lùng nhìn Hoàng Minh Khôn một cái. Ngày xưa lúc ông vẫn còn ở Diệp Gia, phát hiện Hoàng Minh Khôn lợi dụng chức quyền, nhiều lần khi dễ thậm chí thô bỉ người làm nữ trong nhà, thậm chí phát hiện hắn cùng Lương Mỹ Huyên có chút không minh bạch, nể tình hắn ở Diệp Gia đã nhiều năm, ông mới chừa cho hắn mấy phần mặt mũi, không đem hắn tới đồn cảnh sát, chẳng qua là phạt nặng hắn một chút sau đó đuổi ra ngoài. Ai biết, sau khi ông rời khỏi Diệp Gia, Hoàng Minh Khôn rốt cuộc lại được mời trở lại. Diệp Hiệu Đình lạnh lùng nói, oản oản lúc trước quả thật có chút hoang đường, nhưng nó bây giờ đã sửa đổi lần trước ở trong buổi tiệc mừng thọ cha cũng đã tận mắt thấy về phần mộ phàm ông luôn miệng nói hắn tổn hại lợi ích gia tộc rốt cuộc có chứng cứ không Diệp Thiệu An hướng về Diệp Thiệu Đình nhìn một cái không khỏi âm thầm cười lạnh thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Diệp Thiệu An ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói anh cả thật là uy phong a à, chẳng qua là không biết sau khi anh biết sự thật có thể hay không còn giống như bây giờ chính nghĩa hiên ngang Diệp thị đối với hạng mục hào quang nguyên bản chắc chắn nắm được, kết quả, hạng mục này lại có thể bị thẩm ra dùng giá chỉ hơn chúng ta vẻn vẹn 10 vạn đồng cướp đi. Rất rõ ràng, thông tin đấu giá bên chúng ta bị tiết lộ. Tư cạnh tranh từ đầu đến cuối chỉ ở trong tay Thiệu Bình An cùng YY, y, hơn nữa luôn được cất giữ trong thư phòng ở nhà cũ, thử hỏi, thông tin bị tiết lộ như thế nào đây? Tôi để cho YY y đi xem camera theo dõi trong nhà, kết quả, anh hai, anh đoán tôi đã phát hiện cái gì? Diệp Thiệu An nói xong, nhìn sang Hoàng Minh Khôn, Hoàng Minh Khôn hiểu ý, lập tức đem laptop bên cạnh mở ra, ở trước mặt tất cả mọi người phát một đoạn video theo dõi, đại thiếu gia, chính ngài xem đi. Chỉ thấy trong video theo dõi, Diệp Mộ phàm lén lén lút lút leo tường tiến vào vườn, lại âm thầm vào trong thư phòng, thật lâu sau mới đi ra. Sau khi xem xong đoạn video theo dõi, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân liếc nhau một cái, biểu cảm trên mặt hai người đều là không thể tin làm sao cũng không thể tin con trai mình thực sự sẽ làm ra loại chuyện này. Chương 618, đã cho quá nhiều cơ hội. Lương Mỹ Huyên than nhẹ một tiếng, tôi vốn cũng không tin là Mộ Phàm sẽ làm chuyện này, nhưng có chứng cứ xác thật, người ăn trộm bí mật công ty chính là nó, bây giờ chỉ còn gì để nói không? Lương Uyển quân sắc mặt khẽ biến, chuyện này, chuyện này không thể nào. Mộ Phàm nó làm sao có thể làm loại chuyện này, nhưng mà video theo dõi trong hành lang lại rất rõ ràng, người mở cửa thư phòng chính là Diệp Mộ Phàm không sai. Sắc mặt của Diệp Thiệu Đình cũng hoàn toàn trắng bệch, Mộ Phàm tại sao có thể như vậy? Diệp Hồng duy giận đến mức ném ly trà trong tay đập vào người Diệp Thiệu Đình, đồ khốn. Ta vốn còn muốn để cho nó trở về công ty, bây giờ nhìn xem, ta không cần người như nó, nó đã bị anh dạy cho không thể sửa đổi được rồi. Diệp ra chúng ta coi như là đoạn tử tuyệt tôn cũng tuyệt đối không thể để cho thứ người như vậy thừa kế. Cùng lắm thì nhận con của YY cùng Việt Trạch làm con nuôi. Nghe nói như vậy, trên mặt lương Mỹ huyên tràn đầy vui mừng, đáy mắt Diệp YY cũng xẹt qua một tia sáng. Chỉ cần giải quyết Diệp mộ phàm xong, cô chính là người thừa kế duy nhất của Diệp gia. tương lai Diệp gia này còn không phải thuộc về cô và Việt Trạch. Lão phu nhân đàm nghệ lan một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng giờ phút này thở dài một tiếng, ra môn bất hạnh gia môn bất hạnh a à. diệp gia có hai đứa cháu gái một đứa cháu trai diệp y y cùng diệp oản oản chỉ là cháu gái chỉ có đứa cháu trai diệp mộ phàm này giống bà với hồng duy nhất còn được di truyền khả năng thiên phú của bà cho nên bà có khuynh hướng thích đứa cháu diệp mộ phàm này nhất đuổi nó đi ra ngoài chỉ là muốn để cho nó một mình ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm để có thể thành thục một chút nhưng bây giờ thật sự là làm cho bà quá thất vọng người thừa kế quyết định sự hưng suy của một gia tộc Diệp ra nếu giao vào trong tay người như vậy, sợ là không giữ được. Cũng may còn có việc trạch cùng y y. Diệp Hiệu Đình biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, mặt đầy vẻ lo lắng cầu xin, cha, xin cha tha thứ cho mộ phàm lần này, nó, nó chẳng qua là nhất thời hồ đồ, mong cha cho hắn cơ hội sửa đổi. Nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ mà chỉ vì một con đàn bà đến loại chuyện phản bội gia tộc này cũng làm được, hôm nay có thể lấy trộm bí mật công ty, ngày khác có phải hay không đem công ty bán đi, Lương Mỹ Huyên vừa nói, vừa có thâm ý liếc về Diệp Thiệu Đình một cái. Diệp Hồng Duy chợt nhớ tới con trai lớn phi pháp nuốt riêng tiền bạc công ty, nhất thời tức giận hơn, Thiệu Đình, ta đã đã cho anh quá nhiều cơ hội, nhưng anh thật sự là để cho ta quá thất vọng, lần này tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy, chuyện này ta sẽ giao cho luật sư, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế đấy. Lão gia tử nói như vậy là muốn đưa mộ phàm vào tù lương uyển quân cùng diệp thiệu đình nhất thời sắc mặt đại biến nếu là mộ phàm thực sự bởi vì chuyện này mà ngồi tù như thế hắn cả đời đều xong rồi cùng lúc đó tụ tinh giải trí trên bàn diệp mộ phàm chất đầy các loại tập tranh và tài liệu giờ phút này hắn đang ở trong phòng làm việc tăng ca thiết kế một tạo hình mới cho diễn viên của tụ tinh giải trí Bộ phim cổ đại này lấy nhiều trang phục cùng trang sức hiện đại rất có hy vọng đạt được giải thợ hóa trang tốt nhất và cả giải trang phục đẹp nhất ở liên hoan phim quốc tế tiếp theo. Thời điểm làm việc, điện thoại của hắn lúc nào cũng để chế độ im lặng. Chờ tạm thời kết thúc, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vừa thuận tay cầm điện thoại di động lên nhìn. Kết quả, mới nhìn liền phát hiện trên điện thoại di động có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. chương 619, hết thảy có anh có ba cuộc gọi từ nhà cũ cái khác đều là cha mẹ gọi tới diệp mộ phàm biến sắc soạt một cái đứng lên khỏi ghế vào lúc này nhà cũ và cha mẹ cùng nhau gấp gáp gọi cho hắn như vậy diệp mộ phàm trong nháy mắt liền ý thức được chuyện gì đã xảy ra chuyện ăn trộm thư cạnh tranh bị phát hiện tại sao có thể như vậy hắn rõ ràng đã tránh camera theo dõi sợ là hắn quá lâu không có tới nhà cũ vị trí đặt camera đã thay đổi diệp mộ phàm ngồi tại chỗ sống lưng cứng ngắt, sắc mặt một mảnh đen trầm. Hắn nhìn chầm chầm vào điện thoại di động, không biết qua bao lâu, nhanh chóng bấm một số, gọi cho thẩm mộng kỳ. Lúc đó, thẩm mộng kỳ đang trang điểm thay quần áo, nhìn thấy Diệp mộ phàm gọi điện tới, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Suy nghĩ một chút thấy hắn còn có tác dụng, cuối cùng vẫn, nhẫn nại nhận điện thoại, alo, anh, mộ phàm. Mộng kỳ, Diệp mộ phàm âm thanh hơi có chút khàn. Anh mộ phàm, thế nào, em mới vừa đi liền muốn gặp em rồi. Nghe được âm thanh ngọt ngào của cô, Diệp Mộ Phàm trong lòng đang đè nén mới giảm bớt mấy phần, sau đó mở miệng nói, Mộng Kỳ, mới vừa rồi bên nhà cũ gọi điện thoại cho anh, chuyện anh tiết lộ thông tin của buổi đấu giá có lẽ đã bị phát hiện. Thẩm Mộng Kỳ vì tiết kiệm một chút tiền, cố ý đem giá cạnh tranh tranh lệch nhỏ như vậy, tự nhiên đã sớm đoán được Diệp Mộ Phàm sẽ bị hoài nghi, giờ phút này lại giả vờ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, giọng điệu không ngạc nhiên không biết chút gì, cái gì sao lại có thể như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ, anh mộ phàm, anh sẽ không sao chứ? Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không thể làm gì được anh, anh chẳng qua là nhắc nhở em một chút, vạn nhất Diệp ra tìm tới em hỏi cái gì, em chỉ cần nói cái gì cũng không biết, ngàn vạn lần chứa nói là em cầu anh giúp đỡ, nếu không có thể sẽ gặp phiền phức. Diệp mộ phàm vội mở miệng nói. Nói nhảm, cô dĩ nhiên sẽ dố bỏ sạch sẽ, hắn cho rằng cô ngu ngốc giống hắn sao trầm mộng kỳ khéo léo lên tiếng được nhưng mà anh mộ phàm anh thực sự không có việc gì chứ không có chuyện gì em cứ an tâm họp mặt đi những thứ khác hết thảy có anh vậy được rồi vạn nhất có chuyện gì anh mộ phàm anh nhất định phải nói cho em biết em không thể để cho anh vì em mà bị liên lụy thẩm mộng kỳ thân thiết nói mấy lời lo lắng thật lâu mới tắt máy tiện tay ném điện thoại ra mép giường tâm tình rất tốt vừa ngâm nga hát vừa thay một bộ đồ lót được chế tác riêng vô cùng đắc và gợi cảm, chuẩn bị đi đến nơi hẹn. Chấm chấm. Diệp ra nhà cũ, ở cách đó không xa, một chiếc Land rover màu đen lặng yên không một tiếng động đầu tại chỗ. Diệp oản oản thân thể nhỏ nhắn xinh xắn dựa trên ghế điều khiển, lặng lặng chờ đợi. Một chàng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Cao Phi. Diệp oản oản, alo, thế nào? Cao Phi thẩm mộng kỳ đã ra ngoài. Diệp oản oản gật đầu, ok lát nữa liên lạc. Cao Phi, không thành vấn đề. Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại, liền thấy Diệp Mộ Phàm vội vã chạy tới, bước vào cửa nhà cũ Diệp ra. Diệp Oản Oản thấy vậy, ngay sau đó cũng xuống xe, đi theo. Trong thư phòng nhà cũ, Diệp Thiệu An đỡ Diệp Hồng Duy đang giận dữ và đàm nghệ lan rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại có Diệp Thiệu Đình, Lương Uyển Quân, Lương Mỹ Huyên, còn có Diệp Y Y. Diệp Y Y mặt đầy xin lỗi, bác hai, thật xin lỗi, không giúp được mộ phàm, chuyện lần này mộ phàm quả thật có chút quá quá phận. Lương Mỹ Huyên đáy mắt tràn đầy vẻ âm vụ, y y, người ta sợ là không hiếm lạ gì lòng tốt của con đâu, lúc đầu chính là Diệp Thiệu Đình hắn vì cái gọi là vợ con, nhẫn tâm không muốn con đấy. chương 620, triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc. Lúc này, ở cửa một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, Diệp Mộ Phàm lưỡng thững đi tới. Diệp Mộ Phàm vừa mới bước vào, liền thấy mẹ mặt đầy nước mắt ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt của cha trắng bệch, chán xương đỏ chảy máu. khi nhận được điện thoại từ nhà cũ, diệp mộ phàm đã tính đến trường hợp xấu nhất, nhưng khi tận mắt thấy một màn này, lòng vẫn tràn đầy lửa giận. cha, mẹ, hai người sao lại như vây? diệp mộ phàm xài bước đi lên. diệp hiệu đình vừa nhìn thấy con trai, nhất thời tức giận mặt đầy bi thống, đồ khốn. con làm sao, làm sao có thể hồ đồ như vậy? bình thường cha dạy con như thế nào lương uyển quân tuyệt vọng nhắm mắt một cái mộ phàm lần này con thật sự là quá sai rồi con có biết con làm như vậy là phạm pháp hay không nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ trái tim diệp mộ phàm giống như bị móng nhọn lôi xé giơ tay che bên má mới bị cha tắt nói cha mẹ con đã làm điều gì con căn bản không có sai tại sao tất cả đều đối xử với con như vậy lương mỹ huyên chật chật lắc đầu đã đến nước này còn chết không hối cải, may mắn cha mẹ đã đi, nếu không khi nghe được lời nói như vậy, sợ là sẽ bị tức chết mất. Diệp hiệu Đình tức giận, "Mày, mày lại có thể đến bây giờ cũng không biết hối cải." Diệp Mộ Phàm cứng cổ, "Con chỉ là ở bên cô gái mình yêu, con không có làm sai." Diệp hiệu Đình khí huyết dâng trào, đầu một trận choáng váng, trái tim đau đớn kịch liệt lên, "Mày, mày." Cha, Diệp Oản Oản nhanh chóng chạy tới, bước nhanh về phía trước đỡ lấy Diệp Thiệu Đình đang lung lay, nhanh chóng cho Diệp Thiệu Đình một viên thuốc trợ tim, sau đó từ trong túi sách móc khăn giấy khử trùng đơn giản vết thương cho Diệp Thiệu Đình. Hoàn hoàn, con đã đến rồi, nhìn thấy con gái, sắc mặt của Diệp Thiệu Đình mới khá hơn một chút. Diệp Oản Oản nhìn vết thương trên chán cha, sau đó nhìn Diệp Mộ Phàm đến trình độ này còn biết chính mình sai, nâng tay lên, ba, một cái tát ở trên mặt của Diệp Mộ Phàm, Diệp Mộ Phàm, anh chính là một tên ngu ngốc từ đầu tới cuối. Vốn là cô còn ôm một chút hy vọng, cho rằng hắn nhìn thấy ba mẹ bị hắn liên lụy, sẽ có một chút hối cải, ai ngờ. Mày, Diệp Mộ phàm không tưởng tượng nổi, che mặt đang nóng hừng hực, trong nháy mắt giận dữ, Diệp Oản Oản, mày lại dám đánh tao? Mày có tư cách gì châm chọc tao? Mày căn bản không hiểu rõ mộng kỳ, tao đối với những chuyện đã làm đều không oán không hối. Tất cả chính tao sẽ gánh vác. Diệp Oản Oản liên tục cười lạnh, a, à, anh gánh vác anh cho rằng là anh ngồi tù cả đời này, chẳng qua là chuyện của cá nhân anh. Thế cha thì sao, mẹ thì sao? Lương Mỹ Huyên bên cạnh thần thái nhàn nhã xem kịch vui có chút hả hê cười khẽ một tiếng, "Ai, các người bây giờ cãi nhau, còn không bằng nhanh chóng mượn tiền mời một luật sư giỏi, tranh thủ có thể được giảm mấy năm." Diệp Oản oản ánh mắt lạnh như băng lạnh liếc Lương Mỹ Huyên một cái, đè xuống tức giận. "Bây giờ còn chưa phải lúc cùng Lương Mỹ Huyên so đo." "Cha, mẹ" hai người đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Diệp Oản Oản dặn dò cha mẹ một câu, sau đó nắm cổ tay của Diệp Mộ Phàm, anh đi theo em. Em bây giờ sẽ cho anh xem một chút, người anh không oán không hối, đến chết cũng không đổi, rốt cuộc là người hay quỷ. Diệp Oản Oản, mày làm gì? Buông tay, Diệp Mộ Phàm muốn thoát khỏi kiềm chế của Diệp Oản Oản, lại không ngớ Diệp Oản Oản là ý thể mạnh đến vậy, bàn tay tinh tế giống như kiềm sắt, trực tiếp lôi hắn ra ngoài. Audio điện tử võ tấn bền chương 621 dẫn ta tới nhìn lén loại hình ảnh này Sau khi đem Diệp mộ phàm xuống lầu Diệp oản oản dùng sức đè hắn xuống ghế phụ Sau đó trực tiếp đem tất cả cửa xe khóa lại Diệp oản oản, cô đừng cố tình gây sự Mau thả tôi ra, Diệp mộ phàm âm thanh như rít gào Ngay sau đó lại chú ý tới chiếc giá trị của chiếc xe này Người xe này làm sao có được Lấy tiền lương của Diệp oản oản làm sao có thể mua được loại xe xa xỉ như thế. Lần trước, chuyện phòng ốc hắn cũng đã cảm thấy không được bình thường, cô kiếm đâu ra một tên bạn tên Diệp Bạch. Còn cho mượn nhiều tiền như vậy để đem nhà chuộc về. Thanh âm Diệp oản oản dị thường lạnh giá, cô quát khẽ im miệng. Diệp mộ phàm vẫn còn nuôi ý muốn tra khảo, lại cảm giác bên trong xe ngay lập tức lạnh giá, không tự chủ dùng mình, miệng bỗng rất ngậm chặt. Chiếc xe rất nhanh chóng lái tới thành phố C của Đế Đô rồi dừng lại trước một cửa hàng rượu sang trọng. Diệp Oản Oản đã tính toán một chút thời gian, dựa vào tốc độ xe của bọn họ, không phải sẽ đến sớm hơn so với Trầm Mộng Kỳ hay sao. Cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Cao Phi, muốn hỏi một ít tin tức, Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành đến phòng rồi sao? Cao Phi rất nhanh liền đáp lại, còn không có, bọn họ đều ở trên đường, có lẽ cũng sắp tới rồi. Diệp Oản Oản, được, đã biết. Trả lời Cao Phi, Diệp Oản Oản cất điện thoại di động, mở cửa xe, kéo Diệp Mộ Phàm thật nhanh chóng bước vào quán rượu. Diệp Oản Oản, người điên rồi sao, giả thân giả quỷ, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Vô luận Diệp Mộ Phàm mắng chửi như thế nào, Diệp Oản Oản dọc theo đường đi cũng không có mở miệng, trực tiếp dùng một tấm thẻ sao chép thẻ khách sạn mở cửa thang máy, sau đó thuận lợi tiến vào căn phòng mà Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành sẽ hẹn hò. Người dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào phòng ngủ đối diện trên ban công, soạt một tiếng đẩy khai dương đài rơi xuống đất, mở cửa kính, Diệp Oản Oản đem Diệp Mộ Phàm đẩy tới ban công. Xuyên qua tấm kính thủy tinh chỉ có tấm lụa mỏng màu trắng, dễ dàng nhìn thấy tình huống bên trong phòng ngủ. Diệp Oản, Diệp Mộ Phàm không thể nhịn được nữa, đang muốn mở miệng giống giận, lại bị Diệp Oản Oản che miệng, im lặng tình báo của Cao Phi thật chuẩn. Không cần phải chờ, căn phòng liền vang tiếng, tích, cửa phòng bị người ta đẩy ra, ngay sau đó lại khôi phục sự an tĩnh. Ừ, ở cửa, đột nhiên truyền tới âm thanh nữ nhân nữ nhân cao giọng phóng túng, đều là nam nữ trưởng thành đều biết đối phương đang làm ra cái âm thanh mập mờ gì. Phản ứng lại trước âm thanh mập mờ của đôi nam nữ, gò má của Diệp Mộ Phàm nhất thời không khống chế được nóng lên, hung tợn trừng mắt về phía muội muội ngược lại cô phải là hắn thuần khiết quá hay ra mặt hắn mỏng, mà là vào lúc này em gái hắn cũng đang ở đây. Diệp Oản Oản buông lỏng tay ra, Diệp Mộ Phàm lập tức thấp giọng mở miệng, Diệp Oản Oản, não người có phải không? Lại dẫn ta tới nhìn lén loại hình ảnh này. Âm thanh bên tai càng ngày càng lớn, trên mặt của Diệp Oản Oản không có chút biểu cảm gì, gấp cái gì. Ngươi, Diệp Mộ Phàm muốn tiếp tục mở miệng, biểu tình trên mặt lại đột nhiên lại cứng đờ tại sao giọng của nữ nhân này nghe thật giống như có chút quen tai a à, tuấn thành tuấn thành hà tuấn thành còn có chuyện này cái thanh âm này rõ ràng là mộng kỳ hà tuấn thành hòa mộng kỳ sao làm sao có thể nhất định là hắn nghe lầm mộng kỳ người thật đẹp hà tuấn thành ở trên người trầm mộng kỳ hung hăng xoa một cái sau đó một tay đem mộng kỳ ôm lấy nương theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần Hai người theo cánh cửa đi tới phòng ngủ. Chương 622, nhìn biểu hiện của ngươi. Diệp Mộ phàm xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, nhìn chòng chọc vào phương hướng cửa phòng ngủ, một giây kế tiếp, bóng của một nam một nữ không mảnh vải che thân liền đập vào mắt khiến hắn không kịp chuẩn bị. Trầm Mộng Kỳ bị Hà Tuấn thành thô lỗ ném tới trên chăn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, không kịp chờ đợi lần nữa đánh về phía thân thể của cô ta, bắt đầu trinh phạt một lần nữa mà trầm mộng kỳ một mực phóng đãng cao giọng thét lên trên mặt đầy biểu tình hưởng thụ trong ấn tượng của diệp mộ phàm trước đây chỉ có một trầm mộng kỳ ngây thơ vậy mà trầm mộng kỳ của lúc này đang nằm dưới thân hà tuấn thành biểu tình trên mặt chỉ còn là một mảnh trống rỗng não càng là ong một tiếng nổ vang hoàn toàn không cách nào phản ứng lại tự nhìn lại đến hoàn cảnh xung quanh bên cạnh diệp oản oản mở miệng lạnh như băng diệp mộ phàm xem cho thật kỹ đây chính là người ngươi yêu đây chính là nữ nhân đơn thuần thiện lương trong miệng ngươi sao. Trên giường, Hà Tuấn Thành vừa động vừa nói, mộng kỳ, cảm thấy như thế nào? Ta lớn hay không lớn? Có phải hay không là so với tên oát con vô dụng diệp mộ phàm đó càng có thể để cho ngươi thoải mái hơn? Ghét ghê, mọi người đều nói diệp mộ phàm không có đụng qua nhân ra một ngón tay a à. Hừ, cái đó nhỏ vậy, tự nhiên không có tư cách đụng ngươi. Ta còn không phải là sợ ngươi đùa mà thành thật sao, người ta vì ngươi, nhưng là không tiếc lấy trộm bí mật thương nghiệp của nhà mình đây. Nhắc tới, thời điểm Diệp Thiệu Đình phá sản bị đuổi ra khỏi nhà, người vậy mà cũng không rời bỏ nó đấy. Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành chẳng qua là quan hệ bạn tình, ở trước mặt hắn ngược lại cũng không có gì giấu giếm, khẽ xì một tiếng nói, ha ha, đùa mà thành thật. Ta nhìn thấy tên phế vật kia bọc ngủ bộ dáng liền ác tâm, làm sao có thể đùa mà thành thật. Không còn Diệp ra, hắn cũng chẳng còn là cái gì cả, chẳng qua chỉ là một con chó nhà có tang. Lúc trước vì tiếp cận hắn, ta bị tiểu tiện nhân diệp oản oản cái ở trước mặt đè đầu cưới cổ như thế nào. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả diệp thiệu an đều không thể thắng, hại ta uổng phí sức lực. Quả nhiên người một nhà đều là phế vật. Nghe trầm mộng kỳ gần từng chữ, diệp mộ phàm trước ngực kịch liệt chập trùng, não vào ve nổ vang, con người chợt co rút lại. Không có khả năng, không thể nào, hết thảy mọi thứ đều là giả đều là giả. Chỉ nghe được trong phòng ngủ Hà Tuấn Thành nhất thời cười lớn, ha ha, bất quá cũng không thua thiệt gì, phế vật kia giàu gì cũng coi như có chút giá trị lợi dụng, sớm biết như vậy, liền đem đấu giá đặt đến 7 một mao tiền, như vậy còn có thể tiết kiệm được 100.000 đây. 100.000, sợ là cái tên rác rưởi đó cũng đổi không tới 100.000. Ừ, ừ, ngươi đừng có mà hả hê, vạn nhất diệp ra muốn cho hắn ngồi tù, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ hết thảy những tác phẩm kia của ngươi, nhưng tất cả đều là hắn làm. Hà Tuấn Thành mặt hơi biến sắc mặt, đáng chết, ta ngược lại thật quên mất chuyện này rồi. Nếu là hắn ngồi tù, ai tới làm tay súng của ta? Hà Tuấn Thành nói vậy cũng tà mị cười một tiếng, tiểu yêu tinh, ngươi khẳng định có biện pháp có đúng hay không? Trầm mộng kỳ cười duyên, không nói cho ngươi. Ha ha, không nói cho ta. Hà Tuấn Thành đột nhiên đẩy mạnh một cái, có nói hay không? Có nói hay không? a à, hào ca ca ta nói ta nói là được trầm mộng kỳ mặt đỏ ửng sắc mặt đắc ý mở miệng nói vậy còn chẳng phải đơn giản hay sao đến lúc đó ta chỉ cần để cho diệp mộ phàm về nhà khuyên ba hắn diệp thiệu đình thế hắn gánh tội thay không được sao ngược lại ta nói cái gì hắn cũng nghe ý kiến hay như vậy thì vẹn toàn đôi bên rồi Người nhất định phải giúp ta theo dõi tình hình tiến độ mới nhất của hắn ta còn muốn chỉ bộ này kỳ cầm thưởng đây trầm mộng kỳ mập mờ trên ngực nam nhân vậy sẽ phải, nhìn biểu hiện của ngươi rồi. chương 623, hắn chính đầu ngu. Vậy sẽ phải, nhìn biểu hiện của anh rồi. Hà Tuấn Thành làm sao chịu được khiêu khích như vậy, nhất thời gầm nhẹ một tiếng rồi nhào tới. Trong phòng ngủ lại vang lên âm thanh làm cho người ta nôn mửa. Vào giờ phút này, Diệp Mộ Phàm nghe Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành đối thoại, huyết sắc trên mặt đều đã bị rút đi cả, hai con người đỏ ngầu trông rất đáng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt hà tuấn thành tham lam ở trên người trầm mộng kỳ xoa nắn cục cưng trên cổ em là cái gì thật là cản trở trầm mộng kỳ ngữ khí khinh bỉ giống như nhìn thấy cái vật gì đáng ghét ách cái này là hàng phế phẩm mà diệp mộ phàm đưa ha ha anh biết không phế vật kia còn muốn cưới em thật là cười chết người hà tuấn thành nhất thời cũng cười lớn ha 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 cũng không phải là ngu ngốc sao trên đầu đều xanh thành thảo nguyên rồi vẫn còn đang thức đêm giúp anh làm thiết kế. Ha ha, Trầm Mộng Kỳ bị trêu chọc cười duyên không thôi. Hà Tuấn Thành đem sợi dây truyền từ trên cổ Trầm Mộng Kỳ kéo xuống, nặng nề ném xuống dưới đất. Sợi dây truyền tinh xảo bị kéo đứt, nằm ở trên sàn nhà, phát ra một tiếng, đùng, giống như nặng nề mà nện ở lòng của người ta, đập ra một cái hố mà máu chảy đầm đìa. Vành mắt Diệp Mộ phàm đỏ lên, nhìn chằm chằm sợi dây truyền kia, sắc mặt vì thế mà dần trở nên âm lãnh cả người hắn giống như bị ngâm trong nước biển lạnh giá trong lòng bàn tay máu chảy tí tách rồi lăn xuống nhưng là vẫn như cuộc tự đứng đó làm tổn thương mình rồi lại ngơ ở đó gắt gao tiếp tục nhìn chằm chằm vào giường lớn trong phòng ngủ của trầm mộng kỳ cùng hà tuấn thành cầu thả hợp hình ảnh trong đầu từng hình ảnh hắn cùng trầm mộng kỳ gặp nhau bắt đầu tựa như đèn kéo quân thoáng chút thổi qua thời điểm lần đầu cùng cô gặp mặt cô gái nhỏ thuần khiết e lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm xác định quan hệ ánh mắt cô gái mừng rỡ tung tăng. Thời điểm khó khăn nhất cô gái ấm ấp buông lời khích lệ. Nhưng giờ phút này những hình ảnh không thể chấp nhận trong phòng ngủ là như thế nào. Đem hết thảy những ký ức cũ lật đổ, từng hình ảnh trong đầu tất cả đều ở trước mắt tân thành bột phấn. Lục phủ ngũ tạng diệp mộ phàm kịch liệt cuồn cuộn, cả thế giới sụp đổ. Tại sao, tại sao hắn không có sớm phát hiện ra điểm này? Ha! Không sai! Oản oản nói không sai! hắn chính là một kẻ ngu ngốc. Một kẻ ngu ngốc từ đầu đến cuối. Một giây kế tiếp, phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa kính ở ban công trước người Diệp Mộ Phàm bị hắn cứng rắn đá một cước, toàn bộ mảnh thủy tinh đều rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy. A a a, trên giường lớn, bất thình lình bị tiếng vang làm trầm mộng kỳ sợ hãi hét ầm lên. Hà Tuấn Thành hiện tại đang trong lúc chạy nước rút, cũng trong nháy mắt bị sợ tới mềm nhún, kinh hoàng thất thố mà che vị trí quan trọng nhìn về phía ban công, mẹ nó. Chuyện gì xảy ra? Người nào? Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, sau đó chỉ thấy ban công nửa bên cửa bị đạp thành thanh bành, đứng thẳng bên cạnh là một bóng người thật cao giáo. Người đàn ông đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra khí tức lạnh lẽo. Hai người nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra được người này là ai. Khi thấy rõ người đàn ông kia là ai, sắc mặt Trầm Mộng Kỳ đột nhiên thay đổi luống cuống tay chân nhặt chiếc chăn bên cạnh che kín thân thể của mình, Mộ Anh Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm, Hà Tuấn Thành cũng đổi sắc mặt. Hai người vẫn còn đang kinh ngạc, lại thấy một bóng người nữa từ sau cửa đi ra, chính là Diệp Oản Oản. Nhìn thấy Diệp Oản Oản lại cũng ở đây, mặt Mộng Kỳ Thần sắc càng thêm kinh ngạc, "Cô, hai người các cô sao lại ở đây?" Chương 624, mau chóng tỉnh ngộ. Vốn là đang ở một trạng thái hưng phấn của làm tình, trong phòng lại đột nhiên xuất hiện ra hai người bất kể là ai cũng sẽ bị cảnh này làm cho sợ đến hồn phi phách tán hà tuấn thành gương mặt vẫn còn mê man gương mặt thật giống như gặp quỷ trầm mộng kỳ sau khi phản ứng được trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thống khổ ủy khuất hốt hoảng bắt đầu giải thích em anh mộ phàm anh nghe em giải thích sự tình không phải như anh nghĩ trên mặt của diệp mộ phàm không có chút biểu tình nào bình tĩnh đứng ở nơi đó không phải là như vậy trầm mộng kỳ một bên thương tâm khóc nức nở một bên lên tiếng nói thực sự anh mộ phàm xin anh tin tưởng em buổi tối công ty em mở tiệc ăn mừng em uống say cái gì cũng không biết diệp mộ phàm nhìn cô gái một bộ dáng thương tâm nếu như là ở ngày thường thấy cô ta khóc thương tâm như vậy hắn đã sớm dùng hết tất cả biện pháp để đổi lấy nụ cười của cô ta nhưng vào giờ phút này cô gái có gương mặt đơn thuần nhỏ nhắn kia lại làm dạ dày hắn dâng lên từng trận nôn mửa diệp mộ phàm hơi hơi nghiêng người muốn che lại cảm giác buồn nôn đột nhiên nở nụ cười trầm thấp ồ thật sao cô không biết cô không biết hắn so với tên oát con vô dụng này có thể càng làm cho cô thêm thoải mái hay sao nghe được lời nói của diệp mộ phàm khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn nước mắt của trầm mộng kỳ bỗng trở nên cứng đờ trong chớp mắt diệp mộ phàm vẫn tiếp tục mở miệng cô không biết cô thấy tên phế vật này bọc mủ bộ dáng liền làm cho cô một trận ác hàn Cô không biết, coi như bán cái tên rác rưởi này cũng không đáng giá 100 ngàn. Mặt của Trầm Mộng Kỳ hoàn toàn cứng đờ khi nghe đến đó. Tên phế vật Diệp Mộ Phàm lại nghe được toàn bộ. Cái này liền chứng minh hắn không nhảy vào từ cửa sổ, hắn là đã đứng núp trong phòng từ trước đó. Diệp Mộ Phàm cầm bình hoa ở trên tủ phía đầu giường, dùng sức đập nó vào phía bức tường đối diện, Trầm Mộng Kỳ. Tôi đối với cô như thế nào, vì cô, cái gì tôi cũng làm được. Con miệng nó liền ngay cả bí mật thương nghiệp của nhà mình đều có thể trộm cho cô. Cô lại có thể đi theo tên mặt trắng này tư thông. Con miệng nó từ đầu tới cuối cô đều đang đùa bỡn tôi, lợi dụng tôi. À, bình hoa bị đập vào mặt tường vang lên khiến cho Trầm Mộng Kỳ vùi đầu vào gối mà gào lên. Diệp mộ phàm, anh điên rồi. Đáng chết. Trầm Mộng Kỳ ánh mắt hung tợn hướng tới Diệp oản oản chừng một cái. Diệp mộ phàm căn bản không phải là kẻ có đầu óc như vậy cái tên ngu ngốc này cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi chính mình, làm sao có thể đột nhiên chạy tới bắt gian, nhất định là Diệp Oản Oản ở bên trong giờ trò. Trầm mộng kỳ vốn là còn chút ít trột dạ, giờ phút này nếu như đã hoàn toàn bị vạch trần, liền chỉ có thể thẹn quá hóa giận, tôi tìm tiểu bạch kiểm thì như thế nào. Dù sao cũng hơn em gái của anh không biết xấu hổ lại lấy đàn ông. Anh là loại như thế nào, trong lòng mình cũng nên tự biết. Chỉ bằng anh cũng xứng với tôi sao? thực ra tôi còn muốn cùng anh chơi một chút nếu anh không thức thời cũng đừng có trách tôi lúc này hà tuấn thành cũng ung dung mở miệng diệp thiếu ra anh đây là cần gì chứ chỉ cần anh ngoan ngoãn tiếp tục giúp tôi tôi cuối cùng cũng sẽ không thiếu anh một miếng cơm chuyện ngày hôm nay tôi cũng có thể coi như chưa từng xảy ra a à, ha 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 nghe loại ngôn ngữ vô sỉ của hai người diệp mộ phàm trầm thấp nở nụ cười một giây kế tiếp phanh, một đấm rơi trên mặt của Hà Tuấn Thành. A, à, Hà Tuấn Thành nhất thời gào thét bi thương, vừa muốn bỏ dậy, lại nặng nề bị một đấm nện xuống. Diệp mộ Phàm giống như một con sư tử giận dữ, quả đấm điên cuồng hướng về mặt của Hà Tuấn Thành đập tới. Mãi cho đến khi Hà Tuấn Thành luôn miệng cầu xin tha thứ, Diệp mộ Phàm mới dừng lại, từng bước từng bước đi tới phía Trầm Mộng Kỳ. Chương 625, dựa theo những gì ta nói mà làm anh anh muốn làm cái gì diệp mộ phàm tôi cho anh biết anh nếu dám làm cái gì đối với tôi anh nhất định phải chết quét một tiếng xé gió a à, trầm mộng kỳ la lên một cú đấm lướt qua mặt của cô ta dùng sức đập vào bức tường phía sau lưng diệp mộ phàm nắm đấm nhất thời máu me đầm đìa con người đen nhánh không có chút nhiệt độ nào nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt mãi đến khi trong mắt chẳng còn tia sáng nào ba giây sau diệp mộ phàm chậm rãi ngồi dậy từng bước từng bước rời khỏi căn phòng này. Diệp Oản Oản nhìn Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn một cái, cũng rời đi. Sau khi hai người rời đi, Trầm Mộng Kỳ giận đến nỗi giết gào. Đáng chết! Vốn là kế hoạch ban đầu của cô đều rất hoàn mỹ, kết quả bị hủy như vậy. Cũng may coi như Diệp Mộ Phàm có trở mặt cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, chuyện này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến cô ta. Chính là tự nhiên lại mất đi một cái nhân viên miễn phí, làm tâm tình cô ta quả thực không tốt mộng kỳ hiện tại anh làm sao bây giờ diệp mộ phàm đã phát hiện chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ không sẽ giúp anh làm việc hà tuấn thành bắt đầu trở nên nóng nảy im miệng không còn diệp mộ phàm anh liền chính mình làm chính anh cũng là thợ trang điểm không còn hắn chẳng lẽ anh còn không làm được cái gì trầm mộng kỳ tức giận nói tôi hà tuấn thành bị chặn lời nói đáy mắt một mảnh âm u đáng chết quả thực không được hắn cũng chỉ có thể đi tìm tên phế vật diệp mộ phàm kia uy hiếp rồi cho hắn chút tiền chẳng lẽ còn sợ hắn không đáp ứng nghĩ tới đây hà tuấn thành lại khôi phục một cái biểu tình không đáng lo ngại ban đêm rất hiếm bóng người trên đường phố diệp mộ phàm thất hồn lạc phách mà đi lảo đảo dọc theo đường như một du hồn diệp oản oản đi ở sau lưng hắn cũng không nói một lời cũng không biết đi bao lâu rồi lúc đi qua một cái quảng trường đột nhiên truyền tới tiếng hoan hô nguyên lai là một đôi tình nhân nhỏ nam cầm lấy hoa cùng chiếc nhẫn nửa quỳ ở nơi đó đang cầu hôn một cô gái em nguyện ý thấy cô gái nói lời này ra cả đám người hưng phấn gieo hò lên diệp mộ phàm đứng chôn chân ngơ ngác ở đây nhìn thấy một màn như thế mãi cho đến khi trên quảng trường đã không còn một bóng người lúc này tiếng chuông điện thoại di động reo lên diệp mộ phàm máy móc mà tiếp điện thoại Bên đầu kia liền truyền tới một âm thanh cứng nhắc, âm lạnh như băng, "Diệp Mộ Phàm tiên sinh, tôi là luật sư được chủ tịch Diệp Hồng duy ủy thác, sáng ngày mai lúc 8 giờ, xin anh tới công ty một chuyến." "A, à, ha ha, không sai, tôi là ngu ngốc, tôi chính là một kẻ ngu." Diệp Mộ Phàm cười điên cuồng, chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay rơi xuống đất. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, bả vai lay động, rốt cuộc cũng mất khống chế gào thét mà khóc lên. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, không thể nhịn được nữa sách cổ áo của đối phương lên, đem kẻ bị tê liệt đang khóc giống Diệp Mộ Phàm kéo lên, con mẹ nó khóc cái gì khóc. Anh có phải là đàn ông hay không? A, à, ha ha, xong rồi, Oản Oản, anh xong rồi, hoàn toàn xong rồi, vì một phụ nữ như vậy, anh phá hủy cuộc sống của mình, làm liên lụy ba mẹ anh thật sự không còn mặt mũi sống trên thế giới này nữa. Diệp Thiệu An tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhược điểm này oản oản nói không sai hắn muốn gánh vác như thế nào hắn làm sao gánh vác nổi vô luận là ai đi gánh vác ai đi ngồi tù nhà của bọn họ đều sẽ bị phá hủy diệp oản oản chừng mắt liếc hắn một cái ai nói anh xong rồi diệp mộ phàm nghe vậy vẻ mặt khẽ run nhìn về hướng của diệp oản oản diệp oản oản mặt không thay đổi mà mở miệng ngày mai sau khi tới công ty làm như lời em nói không có người nào có thể truy cứu trách nhiệm của anh Chương 626, nói chuyện yêu đương, thật tốn chất xám. Sắc mặt Diệp Ngộ Phàm trở nên tuyệt vọng, làm sao có thể, bọn họ có màn hình giám sát làm chứng. Diệp Oản Oản vừa hận vừa tức nhìn người đàn ông trước mắt một cái, đưa một một cái khăn giấy tới, bớt nói nhảm, em nói có thể liền có thể. Diệp Ngộ Phàm nhận lấy khăn giấy, đứng lên, sắc mặt sợ sệt, lại thấy một ánh mắt tự tin sáng chói của cô gái trước mắt. Bắt đầu từ khi nào, em gái của hắn người luôn sống dưới cánh chim bảo hộ của gia đình, đã trưởng thành đến như vậy, hắn lại không chút nào phát hiện. Đêm khuya, Diệp Oản Oản đem Diệp Mộ Phàm đưa về nhà trọ, sau đó rất nhiều lần nhắc nhở hắn phải làm như thế nào, sau đó mới rời khỏi. Trở lại cẩm viên. Xong việc rồi, trên ghế salon, tư giả dạ hàn ánh mắt hướng về cô gái nhỏ. Diệp Oản Oản lấy ly nước trái cây ở trên bàn, uống một hơi cạn, ngay sau đó mở miệng nói, giải quyết nhìn một trận xuân cung đồ, ánh mắt em cũng sắp mù. Ai, anh trai ngốc của em a, à, đỉnh đầu đều xanh thêm hai cái sừng khi nào cũng không biết. Tư giả hàn dường như muốn nói lại thôi, cân nhắc nửa ngày trời mới mở miệng, chuyện lấy trộm bí mật thương nghiệp, em chuẩn bị giải quyết như thế nào. Một bên hứa dịch thấy vậy than thở, hai, ông chủ, người muốn giúp oản oản tiểu thư liền nói thẳng ra, sao còn vòng vo. Là ai ban đầu định ra quy tắc, không cho oản oản tiểu thư chủ động tới tìm người hỗ trợ hiện tại thì hay rồi muốn giúp người ta cũng không được bất quá hắn phát hiện lấy năng lực của oản oản tiểu thư dường như cũng không cần chẳng qua là lần này tựa hồ có hơi khó giải quyết chứ chứng cớ đều đã được xác thực rồi cô muốn làm sao cho diệp mộ phàm thoát khỏi tội danh này diệp oản oản nháy mắt một cái anh đoán nha tư giả dạ hàn suy nghĩ một chút sau đó mở miệng làm diệp thị phá sản đối với tư giả hàn mà nói diệp thị không còn vậy thì căn bản có thể giải quyết được vấn đề nhìn tư giả hàn không giống như đang nói đùa sắc mặt của diệp oản oản nhất thời đen như đáy nồi cũng không phải là không được đại ca nào có người bình thường nào động một chút là để cho công ty người ta phá sản như anh sao nếu để cho người này tức lên thì anh còn sẽ náo tới như thế nào nữa hơn nữa đây cũng là công ty nhà cô đấy cô còn muốn đoạt lại a à? tính toán một chút vẫn là không nên hỏi anh. Diệp oản oản cũng không đùa anh, còn người chuyển động một vòng, ngay sau đó nâng cầm lên, mở miệng nói, em không cần tốn một đồng tiền nào cũng như không làm hại mọi người, liền có thể quyết chuyện này, hơn nữa còn làm cho tất cả mọi người ở Diệp ra xin lỗi anh em, anh có tin không? Tư giả hàn nghe vậy, hơi nhíu mày, nhìn sắc mặt kia, rõ ràng là không tin. Một bên hứa dịch lau mồ hôi, mặc dù hắn tin tưởng năng lực của oản oản tiểu thư, nhưng là lời nói này có chút chơi lớn quá rồi đó. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, hưng phấn mở miệng nói, hư hư, liền biết anh không tin, không bằng chúng ta tới đánh cược đi. Tư giả hàn nhìn con ngươi linh động giảo hoạt của tiểu hồ ly này, liền nói, đánh cược gì? Diệp Oản Oản mở miệng nói, anh không phải là không tin tưởng em có thể làm được không phải sao? Nếu như anh thắng rồi, anh có thể làm bất cứ cái gì với em, nếu như anh thua, liền vô điều kiện đáp ứng em mọi chuyện. Tư giả hàn nhìn cô gái một cái, ngay sau đó mở miệng, tiền đặt cược như vậy không có ý nghĩa. Diệp oản oản bất mãn, hả? Tại sao không có ý nghĩa chứ? Tư giả hàn nhấp một ngụm trà, tự mình nghĩ. Đầu óc của Diệp oản oản vòng vo thật lâu, cuối cùng, rốt cuộc hiểu rõ. À, ý của anh là, coi như không đánh cược, anh cũng sẽ vô điều kiện đáp ứng em bất cứ chuyện gì, đúng không? Tư giả hàn ho nhẹ một tiếng, không nói gì, coi như là thầm chấp nhận. Diệp Oản Oản không nói gì che mặt, em nói bảo bối a, à, anh nói thương yêu em thì liền trực tiếp hơn có được không nha. Nói chuyện yêu đương, cô thực sự phải tốn rất nhiều chất xám đấy. Chương 627, chỉ cần anh mặt dày. Hứa dịch khóe miệng co giật mở miệng, như vậy, Oản Oản tiểu thư, biện pháp của cô rốt cuộc là cái gì? Diệp Oản Oản cười nói, thật ra thì biện pháp cũng vô cùng đơn giản chính là để cho anh trai có chết cũng không nhận tội ở trước mặt ông nội bà nội. Camera chỉ ghi lại hình ảnh anh trai đi vào thư phòng, lại không có ghi được sau khi đi vào làm cái gì dựa vào gì nói anh ấy sau khi đi vào thì nhìn trộm thư cạnh tranh. Tôi có hỏi qua anh trai, tên anh trai ngốc kia coi như cũng có chút não, đeo một cái bao tay, lúc xem thư cạnh tranh không có để lại vân tay. Anh ấy dù sao cũng là cháu đích tôn của Diệp gia tôi, nhất là bà nội, đặc biệt thích anh ấy, ban đầu đem anh trai đuổi ra khỏi nhà, chẳng qua là do thấy anh ấy không có sự cầu tiến mới để cho anh ấy ở bên ngoài luyện tập một chút chỉ cần ngày mai anh ấy dựa theo lời của em mà làm kỹ thuật diễn xuất ok vô lại một chút thảm thương một chút tuyệt đối giải quyết được tư giả hàn hứa dịch cái này cũng được hứa dịch nghe xong thực sự không nói gì Khổ khổ, quả nhiên là phù hợp với phong cách hành xử của oản oản tiểu thư hắc hắc a cửu em thông minh không Diệp Oản Oản đưa mặt lên yêu cầu được khích lệ. Tư giả dạ hàn nhìn thấy con người của tiểu hồ ly linh động như vậy, thời điểm mỉm cười trên gương mặt như ẩn như hiện lúng đồng tiền, bất cứ lúc nào cũng đều sán lạn như ánh mặt trời, một bộ dáng tràn đầy sức sống, thần sắc của anh lại hơi có chút hoảng hốt, ừ, thông minh. Hứa dịch trong lòng cảm khái nhìn hai người sống chung thật ấm áp. Lúc trước Diệp Oản Oản luôn mang một lòng oán khí, hận đời, nhưng bây giờ dường như đã biến thành một người khác không chỉ cứu lấy chính cô, cũng cứu lấy người bên cạnh. Sáng ngày thứ hai, tập đoàn cao ốc Diệp Thị. Ở bên ngoài cửa kính, Diệp Mộ Phàm chôn chân tại chỗ, vẻ mặt rõ ràng rất thấp thỏm. Bên cạnh, Diệp Oản Oản nhìn anh một cái, thế nào? Diệp Mộ Phàm chân mày nhíu chặt, Oản Oản, biện pháp của em thực sự có thể không? Có chứng cứ xác thật vẫn còn liều chết không nhận, làm sao có thể a? À? Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên những người đó cũng không phải người ngu. Diệp Oản Oản vân đạm phong khinh mà nhìn anh một cái, chỉ cần ra mặt anh đủ dày. Diệp ngộ Phàm Bên trong phòng họp, Diệp Gia Nhị Lão, Diệp Thiệu An, Lương Mỹ Huyên, Diệp Y Y, cùng với Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân tất cả đều đã có mặt. Luật sư cầm lấy đơn khởi tố đã được chuẩn bị xong, mặt lạnh đứng ở một bên. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng chuẩn bị truy cứu tới cùng rồi. Diệp Hiệu Đình gấp giọng mở miệng ba cầu xin người ngàn vạn tha thứ mộ phàm một lần này đi nếu như để nó lưu lại một cái án như vậy cả đời đều sẽ bị phá hủy rồi Diệp Hồng duy rõ ràng đã tới cực hạn cũng không muốn cùng ông nhiều lời anh câm miệng cho ta bây giờ biết cuống cuồng sớm đã làm gì ba ba thấy lão gia tử quyết tâm lương uyển quân hướng về Đàm Nghệ Lan mà khóc mẹ mẹ người là hiểu rõ mộ phàm nhất xin người tha cho mộ phàm lần này đi ánh mắt của đàm nghệ lan như lưỡi dao sắc bén hướng về phía lương uyển quân đáy mắt tràn đầy vẻ chán ghét lúc trước bà vốn là đã thay con trai lớn sắp xếp một mối hôn sự khác kết quả con trai lại cố ý muốn kết hôn cùng lương uyển quân bà không cưỡng cầu chỉ có thể thuận theo ý của nó bà ngay từ đầu cũng rất không thích đứa con dâu quá mức xinh đẹp này huống chi khi đó gả tới diệp ra lương uyển quân đến mấy năm vẫn không thể sinh con ngược lại lúc đó ở trong nhà còn có lương mỹ huyên hiếu thuận hiểu chuyện thường xuyên ở bên cạnh bà. Sau đó Mỹ Huyên ngoài ý muốn mang thai, bà liền để cho con trai lớn ly dị, kết quả con trai lớn một lần nữa không vâng lời của bà, thế nhưng ngay cả ruột thịt cốt nhục cũng không cần, cuối cùng vẫn là đứa thứ hai đứng ra cưới Mỹ Huyên, mới bảo vệ được y y. Trường 628, so tài một chút xem ai càng không biết xấu hổ hơn. Lúc trước Thiệu Đình nếu nghe lời bà, sớm ly dị, cưới Mỹ Huyên, làm sao sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy? nói không chừng hiện tại cũng không chỉ có y y con trai cũng có tới mấy đứa hiện tại quả nhiên đúng như lời nói ban đầu của bà lương uyển quân coi như sinh ra đứa trẻ cũng là hai kẻ bất tài đem diệp ra làm loạn một trận nghĩ đến đây đàm nghệ lan không kiềm được sự tức giận nặng nề mà đầy tay của lương uyển quân đều nói lấy vợ cưới hiền đời này sai lầm lớn nhất của tôi chính là ban đầu không có ngăn cản thiệu đình cưới cô mới để cho con trai lớn của tôi cả cháu trai đều bị hủy ở trong tay của cô. Nghe được lời nói đau lòng như vậy, Lương Uyển Quân trái tim nhất thời quặn đau, mẹ. Đàm nghệ lan giận đến kịch liệt thở hồn hền, cút ngay, đừng gọi tôi là mẹ. Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y đúng lúc đi tới. Diệp Y Y mặt đầy lo âu vỗ nhẹ lưng của đàm nghệ lan, bà nội, người đừng nóng giận. Lương Mỹ Huyên nhìn thấy Lương Uyển Quân bị mắng té tát, đáy mắt là vẻ đắc ý bị giấu kỹ, mẹ, xin người bất giận, đừng bị chọc tức hại thân thể. Nhìn thấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y, đàm nghệ lan sắc mặt mới hòa hoãn thêm vài phần, từ nay về sau, ta chỉ có một đứa con dâu là Mỹ Huyên, chỉ có một đứa cháu gái là Y Y. Lương Uyển Quân mặt đầy nước mắt mà ngồi sụp xuống đất, ngón tay của Diệp Thiệu Đình gắt gao bóp ở trong lòng bàn tay, máu me đầm đìa. Lương Mỹ Huyên trên cao nhìn xuống Lương Uyển Quân, chị hai, chị chính là nói ít mấy câu đi. Nhất định phải tức chết mẹ mới cam tâm sao? mộ phàm đứa nhỏ này tôi xem chắc là bị hủy, không cho nó một chút giáo huấn, sớm muộn nó cũng gây ra chuyện lớn. Diệp Y Yôn nhu nói: bác hai, bác gái, các người không nên trách ông nội bà nội nhẫn tâm. Thật ra thì ông bà nội cũng là vì tốt cho mộ phàm. Diệp Thiệu An đi tới trước mặt Diệp Thiệu Đình, vỗ vai ông: anh hai, phạm sai lầm nên trả giá thật lớn. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, anh không thể ỷ vào cha mẹ mềm lòng liền không có sợ hãi lúc trước anh vi phạm nguyên tắc của ba dám lấy công ty nhà mình đi rửa tiền tại las vegas thiếu nợ liền đòi dùng tiền của công hiện tại con trai lại lấy trộm cơ mật của công ty anh rốt cuộc đem công ty làm thành cái gì anh cho đây là ngân hàng tư nhân sao đây chính là cơ nghiệp cả đời của ba đấy này mắt thấy sự tình đã hoàn toàn không thể vãn hồi diệp thiệu đình sống lưng thẳng tắp cha không dạy con tốt là con sai mộ phàm phạm lỗi con nguyện ý một mình gánh chịu ngồi tù cũng tốt bồi thường cũng tốt, đều do người cha này tới chịu trách nhiệm đi. Nghe được lời nói của Diệp Thiệu Đình, Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên liếc nhau một cái. Nếu như cho Diệp Thiệu Đình ngồi tù mà nói, ngược lại cũng không tệ. Có một người cha là tù nhân, như vậy vết như này, Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Oản Oản đời này cũng lật không nổi sóng gió. Đúng lúc này, cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm một trước một sau mà đẩy cửa đi vào. Nghe người một nhà Diệp Thiệu An nói năng vô sỉ, Diệp Oản Oản đáy mắt lười biếng xẹt qua một tia lạnh ý. a à, ban đầu rõ ràng là bọn họ một tay hãm hại cha, cái gì rửa tiền, dùng tiền của công trả khoản nợ, tất cả đều do Diệp Thiệu An làm hại, lại hãm hại đến trên đầu của cha, giờ phút này vẫn còn có thể đường đường chính chính nói ra những lời này, thật là đẳng cấp cuối cùng của sự vô sỉ. Nhìn thấy Diệp Mộ Phàm lưỡng thướng tới chậm, Diệp Thiệu An nhất thời diễu cợt mở miệng, đại thiếu gia của tôi, anh đến rồi à? Diệp mộ phàm người mặc một âu phục màu lam nhạt, một tay để vào trong túi, cả nhũng mà đi đến bên trong phòng họp, tất cả mọi người nhìn lướt qua, yo, ngày hôm nay mọi người làm sao lại kẻ tụ đông đủ như vậy? Kêu tiểu gia tới làm gì? chương 629, mời anh bắt đầu biểu diễn. Nhìn thấy Diệp mộ phàm khoan thai, một bộ dáng không lo ngại, thực giống kẻ bất cần đời, vẻ mặt lương Mỹ huyên dâng lên một nụ cười lạnh, chẳng lẽ vị đại thiếu gia này còn tưởng rằng mình có thể xoay chuyển một chuyện lớn như vậy. Lần này Diệp Mộ Phàm lấy trộm thư cạnh tranh, đã hoàn toàn đem nhị lão chọc giận, một nhà Diệp Thiệu Đình, coi như đã hoàn toàn bị phá hủy, mà Diệp Mộ Phàm còn phải đi ăn cơm tù, ngồi bóc lịch. Nghĩ đến đây, đáy mắt Lương Mỹ Huyên chợt hiện lên một nụ cười. Diệp Thiệu An coi như đã thật không kiên nhẫn mới bắt đầu mở miệng, nếu mọi người đều tới đông đủ, bây giờ sẽ bắt đầu xử lý chuyện kia đi, anh là muốn tự thú, hay là phải ra tòa đây? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm hướng về phía của Diệp Mộ Phàm. Tiếp nhận được ánh mắt của em gái, Diệp Mộ Phàm hơi gật đầu, biểu tình trên mặt nhất thời càng thêm bất cần đời rồi. Tự thú, Diệp Mộ Phàm quan sát bốn phía, thân sắc kinh ngạc, ai muốn tự thú? Làm sao, Diệp ra chúng ta đã có người phạm pháp rồi hả? Diệp Thiệu An cùng Lương Uyển Quân đồng thời sướng sờ, đứa nhỏ mộ Diệp Phàm này chẳng lẽ bị dọa sợ rồi, nhưng lời nói này của Diệp Thiệu An rõ ràng là nói với nó a à. Diệp mộ Phàm cậu muốn làm bộ cái gì, người phạm tội của Diệp ra, chính là cậu. Diệp Hiệu An nổi giận. Tôi, Diệp mộ Phàm xứng sờ tại chỗ, theo bản năng chỉ mình tôi phạm tội. Nói nhảm, Lương Mỹ Huyên tức giận nói. Thím à, chẳng lẽ thím chưa tỉnh ngủ hay sao? Diệp mộ phàm nhíu chân mày lên, tôi là giết người, hay vẫn là phóng hỏa rồi hả? Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng, Diệp Mộ Phàm, cậu diễn xuất thực sự tốt. Trộm thư cạnh tranh của Diệp ra, cậu không phải là đã quên rồi chứ? Thư cạnh tranh, Diệp Mộ Phàm mặt đầy vẻ nghi hoặc, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, Oản Oản, thím ba nói thư cạnh tranh là có ý gì? Diệp Oản Oản lười biếng mở miệng phối hợp, hình như là hào quang thư cạnh tranh. Ồ, hào quang cạnh tranh tôi trước đây cũng đã nghe nói qua, làm sao, Diệp ra chúng ta cũng tham dự. Diệp mộ phàm gật đầu. Là tham dự, bất quá lại bị trầm ra lấy được. Diệp oản oản thở dài nói. Trầm ra, Diệp mộ phàm chật chật mở miệng, tiểu nghiệp của trầm ra, há có thể tranh qua Diệp ra ta. Lần này hào quang cạnh tranh đến tột cùng là người nào chịu trách nhiệm, quả thật là chính là một tên phế vật. Cậu, Lương Mỹ Huyên không nghĩ tới Diệp mộ phàm vô liêm sỉ như thế, không chỉ giả vờ ngây ngốc, còn nói đều mắng bọn họ là phế vật nếu không phải anh là cái tên ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang đem thư cạnh tranh trộm cho trầm ra trầm ra làm sao biết chúng tôi đấu giá lương mỹ huyên cả giận nói ô tôi hiểu được ý bà muốn nói là thư cạnh tranh bị tôi trộm là tôi cố ý để cho trầm ra lấy được hào quang diệp mộ phàm làm một bộ dáng như một người vừa mới tỉnh ngộ a à, anh đóng kịch cái gì chẳng lẽ mọi chuyện không phải là như vậy hay sao lương mỹ huyên cười lạnh thả chó của bà dám thối Lúc này, Diệp Mộ Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Ba. Sau đó, chỉ nghe một tiếng tiếng vang lanh lành, ở bên trong phòng vang vọng. Chỉ thấy Diệp Mộ Phàm trở tay một cái, trực tiếp dáng một cái tát vào trên mặt Lương Mỹ Huyên. Không chỉ là nhị lão xứng sở tại chỗ, chính là Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng ngây dại. Một bên Diệp Oản Oản chính là khóe miệng hơi hơi co quắp một cái. Tiểu súc sinh, anh muốn làm phản, anh dám đánh tôi. Lương Mỹ Huyên trợn to cặp mắt, che lấy má trái, trong miệng cao giọng hét lên. Thím à, tôi không nghĩ tới thím độc ác như vậy, lại hãm hại tôi. Diệp mộ phàm lớn tiếng gầm thét, so với Lương Mỹ Huyên còn kích động hơn, giơ tay lên lại muốn đánh xuống một cái. Bất quá, lần này, lại bị Diệp oản oản kéo lại, anh, anh làm sao có thể như vậy, đây chính là thím ba a chương 630, người nọ là tôi sao? Thật là thím ba, thím lại ở trước mặt ông nội bà nội vu khống cho tôi, rõ ràng muốn giết tôi. Quả thật là già mà không ra gì. Diệp mộ phàm nổi điên hầm hừ. Cái gì, mình già. Lương Mỹ huyên giận đến mặt đều vặn vẹo. Anh, anh chớ nói bậy bạ, em nghĩ, trong này nhất định có hiểu lầm, chú ba thím ba làm sao sẽ làm ra loại chuyện này đây. Diệp oản oản sắc mặt lo lắng mở miệng nói. Diệp oản oản, Diệp mộ phàm quát lạnh, em rốt cuộc là em của ai, em lại có thể không tin anh. Anh, em không phải không tin anh, em chẳng qua là cảm thấy trong này nhất định là có hiểu lầm gì đấy. Diệp oản oản vội vàng giải thích. Tất cả toàn bộ im hết đi. Diệp Hồng Duy đập một cái lên mặt ghế, tức giận trách mắng. Mắt thấy lão gia tử nổi giận, Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Mộ Phàm rốt cuộc yên tĩnh lại. Thư cạnh tranh, tôi không có trộm qua. Diệp Mộ Phàm sụ mặt lạnh rên lên một tiếng, một bên Diệp Thiệu An nhất thời giận đến liên tục cười lạnh, ha ha, chưa làm qua. Thời điểm lần trước, không phải cậu cũng nói như vậy, khi đó cậu rõ ràng đều đã thừa nhận. Lần trước tới tôi thừa nhận, Diệp Mộ Phàm hướng về Diệp Thiệu An phun một cái, Diệp Thiệu An, ông nói tôi thừa nhận. Lần trước tôi nói với ông tôi thừa nhận chính mình trộm, ông chính là cố ý hãm hại tôi. Cậu đánh giám, Diệp Thiệu An cả giận nói. Ông đánh giám, Diệp Mộ Phàm cười lạnh. Lương Mỹ Huyên cao giọng diếu cợt, tôi thật là coi như được mở mang tầm mắt, đến thời điểm này còn mạnh miệng ngụy biện. Đánh chửi trưởng bối, ở Diệp ra, cậu quả thực là tên lưu manh. Diệp mộ phàm lập tức đáp ngược lại, tôi nhìn thấy được, các người bởi vì sự vô năng của mình, mới bị bại bởi trầm ra, cảm giác chính mình không có cách nào lấy lại mặt mũi, cũng sợ bị ông bà nội trách mắng, nên mới nói thư cạnh tranh bị trộm đi cố ý vu hãm tôi, loại người như vậy, tự xưng trưởng bối vậy mà cũng không thấy ngại à ông nội, bà nội, con chưa làm qua, con làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này, bọn họ là muốn hãm hại, giết chết con đó. Diệp mộ phàm mặt liền biến sắc, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thấy vậy, Diệp Hồng Duy cùng đàm nghệ lan chân mày nhíu lại, nhìn Diệp mộ phàm biểu hiện này, không giống giả. Ông nội bà nội, bọn họ luôn miệng nói là con làm, cái kia liền lấy ra chứng cứ tới. Diệp mộ phàm hư lạnh. Chứng cớ, Lương Mỹ Huyên nhất thời cười lạnh, được, Cậu muốn chứng cứ đúng không? Chúng ta có camera. Tới A, à, lấy ra A. À. Diệp mộ phàm mặt đầy tàn bạo. Diệp Thiệu An lập tức đưa cho luật sư một cái dĩa. Không lâu lắm, luật sư liền lấy ra laptop, mở ra một đoạn video. Chỉ thấy trong video, một người đàn ông cùng Diệp mộ phàm hình dáng không sai biệt lắm, lén lút xuất hiện tại thư phòng Diệp ra. Người thanh niên mặc quần áo đen, mang cái bao tay, trên đầu còn mang mũ lưới chai dù chưa nhìn thấy ngay mặt nhưng hình dáng cùng mặt bên cùng diệp mộ phàm giống nhau y hệt diệp hồng duy cùng đàm nghệ lan nhìn xong video sau mặt mũi hiện lên tức giận nhìn thẳng diệp mộ phàm anh tên tiểu súc sinh này tiếp tục ngụy biện a lương mỹ huyên đắc y nói ha 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 không có dấu hiệu nào diệp mộ phàm chỉ trong máy vi tính video mở miệng cười to bà nói đây là tôi không phải là anh còn có thể là ai, chứng cứ xác thật, anh còn muốn dẫy dụa. Lương Mỹ Huyên cả giận nói. Oản Oản, em nhìn người nọ là anh sao? Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Diệp Oản Oản. Ừ, bóng lưng cùng mặt bên có chút tương tự, thật ra mà nói nếu như có người thật muốn hãm hại anh, có thể tìm một hình dáng tương tự cùng mặt bên tương tự anh giả mạo. Diệp Oản Oản nói. Ba mẹ, các người nhìn, người nọ là con sao? Diệp Mộ Phàm hướng về Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nói. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 631, quả thật là quá ủy khuất. Chuyện này, Lương Uyển Quân lắc đầu một cái, dường như không quá giống. Giờ phút này Diệp Thiệu Đình đã hoàn toàn tin tưởng con trai là bị oan uổng, vì vậy giận dữ mở miệng, tôi còn tưởng rằng các người thực sự đem tới chứng cứ, kết quả lại có thể tùy tiện tìm người giả mạo con của tôi không đợi lương mỹ huyên cùng diệp hiệu an mở miệng diệp mộ phàm lại ôm lấy máy vi tính đi tới trước mặt đàm nghệ lan cùng diệp hồng duy ông bà nội hai người là nhìn con lớn lên hai người nhìn người trong đoạn video này là cháu mình sao đàm nghệ lan cùng diệp hồng duy chính là càng ngày càng nghi ngờ quan sát tỉ mỉ người thanh niên xuất hiện bên trong video lại so sánh với cháu trai trước mắt của mình cũng chẳng biết tại sao nhìn lấy diệp mộ phàm vẻ mặt tràn đầy tự tin hai người già càng là so sánh càng thấy được có một chút không giống. Một bên Diệp Thiệu An thấy vậy tức giận mắng, Diệp Mộ Phàm, cậu bớt làm bộ làm tịch, người nào không biết cậu bị cô ả à trầm mộng kỳ kia mê hoặc, cho nên mới tới công ty thẩm gia làm việc, cũng vì lấy lòng cô ta mới ăn trộm bí mật thương nghiệp nhà mình. Tư cạnh tranh không có khả năng bị người khác tiết lộ, trừ cậu ra còn có thể là ai. Diệp y y ánh mắt hơi đổi, cũng cao mày nói, hơn nữa lần này người chúng thầu lại là trầm gia chứ không phải là ai khác đây không khỏi cũng quá trùng hợp rồi cho nên các người liền cho người giả mạo tôi xuất hiện ở trong video để đạt mục đích phù hãm tôi sao diệp mộ phàm lạnh giọng mở miệng còn có diệp mộ phàm khóe miệng khẽ nhếch tiếp tục mở miệng nói người chủ nhà họ thẩm lúc đầu chẳng qua chỉ là tài xế của cha tôi mà thôi tôi diệp mộ phàm có thể vừa ý con gái của ông ta ha ha khùng à tôi chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút phụ nữ bên ngoài tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu các người lấy cái này tới vụ oan cho tôi, có phần cũng quá hoang đường. Tôi xem các người là cố ý nghĩ cách giải quyết triệt để chúng tôi những thứ tai họa ngầm này, mục đích để cho ông nội bà nội đối với một nhà chúng tôi hoàn toàn thất vọng, dứt khoát là cố ý để lộ thư cạnh tranh, muốn giá họa cho tôi. Lương Mỹ Huyền giận đến tức chết nói, ba mẹ, hai người nhìn thấy không? Nó đến bây giờ còn không biết hối cải, quả thực là hết cứu. Ông bà nội, công đạo đúng sai, tự trong lòng mọi người, bọn họ lấy không ra bất kỳ chứng cứ lại một mực chắc chắn con là người trong video mà không phải người giả mạo bọn họ đưa tới con nói con bị con gái trầm ra mê hoặc chết đi sống lại cũng là một bên nói bậy nói bạ ông bà nội nếu như không thích con lập tức đá cô ta điểm này con theo ý ông nội diệp mộ phàm nghiêm mặt nói đàm nghệ lan nhìn diệp hồng duy bên cạnh cũng thật là tùy ông một điểm này nghe tiếng diệp hồng duy mặt đầy khó xử khụ khụ này đều là trước đây, chuyện lúc trước rồi. Diệp mộ phàm lại nói, ông nội bà nội, con là cháu ruột của hai người, là ông cùng bà nội từ nhỏ một tay nuôi nấng đấy. Từ nhỏ ông và bà nội đã dạy con, làm người yêu cầu thành thật, đầu đội trời chân đạp đất, con thừa nhận, con mấy năm nay có chút ham chơi, nhưng con chưa có bao giờ làm trái lại đạo nghĩa, chưa bao giờ có một phút quên ông bà nội đã dạy dỗ con. Bất luận ai hoài nghi con, mắng con, con đều có thể không để ý ông nội bà nội hai người là người con kính trọng nhất là người thân yêu nhất chỉ cần hai người không nghi ngờ con là được không phải là ông bà không tin con chẳng qua là đàm nghệ lan thấy bộ dáng ủy khuất của cháu trai trong lòng cũng có chút khó chịu diệp ngộ phàm mặt đầy ủy khuất ông nội bà nội hai người tin tưởng chú ba tin tưởng thím ba tin tưởng diệp y y tin tưởng tất cả bọn họ tại sao lại không nghe con giải thích đây Chương 632, anh tự do phát huy đi. Những năm gần đây rời khỏi nhà, con vẫn ghi nhớ ông nội cùng bà nội dạy dỗ, muốn thay đổi hoàn toàn để làm người mới, bắt đầu lại. Con hiểu ông bà nội làm những gì, chỉ là vì rèn luyện con, là vì tốt cho con, cho nên con mới tiến vào một công ty nhỏ, muốn theo từ dưới làm lên, muốn một ngày kia có thể trở thành niềm kiêu ngạo của ông bà. Cái gì con gái trầm ra, đều là chơi đùa một chút, dù sao điểm này, con theo ông nội thôi. Nghe đến đó, không chỉ là đàm nghệ lan, mà Diệp Hồng Duy cũng cảm động. Một bên Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên mắt thấy Diệp Mộ Phàm hoàn toàn phủ nhận, còn thề son thề sát chính mình nghe nhiều nói nhiều hiểu chuyện, nhưng là mặt đầy khó chịu, trên mặt tràn đầy khó mà tin nổi. Theo sau, Diệp Mộ Phàm nói xong, phù phù một tiếng, trực tiếp ở trước mặt hai người quỳ xuống, biểu tình càng thêm ủy khuất thương tâm, ông nội, bà nội, con thật không có làm qua, chú ba chú tại sao phải như vậy oan uổng con một nhà chúng tôi đều đã bị đuổi ra khỏi nhà chẳng lẽ còn chưa đủ sao chú còn muốn đem chúng tôi ép đến mức nào mới hài lòng tư cạnh tranh là chú cùng diệp y y bảo quản nhất định là bọn họ cố ý tiết lộ càng muốn gài tan vật lên trên đầu của con ông bà nội xin hai người vì cháu trai làm chủ bên kia diệp oản oản âm thầm nâng chán được rồi cô là lo lắng vô ích cái người này so với trong tưởng tượng của cô diễn còn nhập tâm hơn lại còn đủ mặt dày Diệp Thiệu An vào lúc này đã sắp giận đến muốn hộp máu, cậu cậu. Nhưng là, ông cậu, nửa ngày lại không nói ra một câu đầy đủ, cái tên Diệp Mộ Phàm này, quả thật là quá biết ngụy biện, quá vô sỉ. Vào lúc này sắc mặt của đàm nghệ Lan đã hoàn toàn mềm nhún, hốc mắt cũng hơi có chút phiếm hồng, nhìn về phía chồng mở miệng nói, Hồng Duy, Mộ Phàm là chúng ta một tay nuôi nấng, đứa nhỏ này, giống tôi nhất, tính tình của nó tôi hiểu rõ nhất, sẽ không đến nổi làm ra loại chuyện này đâu, chúng ta thực sự là hiểu lầm nó. Diệp Hồng Duy cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ừ, không tệ. Diệp Y Y thấy hai vị trưởng lão đều đang bị Diệp Mộ Phàm chỉ thuận miệng nói mấy câu liền lừa gạt được, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng đờ. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên sắc mặt càng đại biến, cha, mẹ. Hai người đừng bị tiểu tử này dùng lời ngon tiếng ngọt lừa a. À. Diệp Hồng Duy trầm giọng nổi giận, tốt rồi, vừa mới nãy đã chứng minh mộ phàm đúng là oan uổng chuyện này ai cũng đều không được phép nhắc lại nghĩ đến diệp mộ phàm mới vừa nói diệp thiệu an là cố ý làm mất đi hạng mục tốt này rồi giá họa cho nó mặc dù diệp mộ phàm chẳng qua là thuận miệng đoán bậy bạ nhưng lại để cho sắc mặt diệp hồng duy có hơi thay đổi bắt đầu nặng nề nếu theo tính cách của nó diệp thiệu an mộ phàm nói vậy không phải là không có khả năng diệp thiệu an nhìn thấy đáy mắt của lão gia tử hoài nghi quả thực là sắp nôn ra máu nhưng nếu như gây rối nữa, đừng nói là không giá họa được cho Diệp Mộ Phàm, còn đem chính mình bị cuốn vào. Thấy cháu trai lần này chịu ủy khuất lớn như vậy, sắc mặt Đàm Nghệ Lan có hơi chút bất mãn hướng về Diệp Thiệu An, "Thiệu An, chuyện này, con cũng phải tìm xem vấn đề từ trên người chính mình, chẳng qua chỉ là một cái hạng mục hào quang nho nhỏ mà thôi, lại có thể gây ra nhiều vấn đề như vậy, là tổng giám đốc như con không làm tròn bổn phận. Còn nữa, rốt cuộc là ai giả mạo Mộ Phàm, muốn hãm hại nó?" con cũng phải điều tra rõ cho ta. Cha cái giám A, à, rõ ràng chính là tiểu tử này, ông ta có thể làm sao cha? Diệp Thiệu An có miệng cũng khó trả lời, chỉ có thể gắng gượng cố nén cơn tức giận này, vâng. Bà nội, vậy bọn họ oan uổng con, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Bọn họ một lời xin lỗi cũng không có nói, có kẻ làm trưởng bối như vậy sao? Hoàn oản, em nói xem anh nói có đúng hay không? Diệp mộ phàm quán triệt vô sỉ đến cùng. Diệp Oản Oản, đừng hỏi em, mời tiếp tục, anh cứ tự do phát huy đi. chương 633, tiền mất tật mang. Diệp Hồng Duy nhìn về phía đám người Diệp Thiệu An, cho mộ phàm một câu xin lỗi đi. Cái gì, bị đánh ngược trở lại một cái giờ còn phải xin lỗi. Còn ngứa ra làm cái gì, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, quậy đến trong nhà gà chó không yên. Thấy lão gia tử nổi giận, Diệp Thiệu An chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, cháu trai, thật sự là ngượng ngùng, chuyện này chú ba sẽ tra rõ. Lương Mỹ Huyên đè nén lửa giật, thật xin lỗi Mộ Phàm. Diệp Y Y mặt đầy xin lỗi mở miệng, "Mộ Phàm, thật xin lỗi, hiểu lầm em rồi, xem tình hình là có người cố ý muốn hãm hại em, ba mẹ cũng không biết tình thế nên mới như vậy." Diệp Mộ Phàm hào phóng khoát tay, "Được rồi, sau này đừng có cái gì thúi đều đem đổ trên đầu tôi là được." "Con a" nếu không phải hành vi ngày thường của con quá mức hoang đường người ta như thế nào lại hoài nghi con đàm nghệ lan cáu giận mở miệng nhưng ngữ khí lại rõ ràng thân mật không ít diệp mộ phàm vội mở miệng nói bà nội con biết lỗi rồi con hiện tại đã hối cải để làm một con người mới cố gắng làm người con sẽ cùng oản oản học tập thật tốt đàm nghệ lan nghe vậy lúc này mới nhìn về cháu gái nhỏ đang anh tĩnh đứng một bên hai năm qua diệp oản oản ở bên ngoài huyên náo đem bản thân biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, quả thật là để cho Diệp ra bọn họ mất hết mặt mũi. Lần này, nghe nói thời điểm ở trên tiệc mừng thọ, nhà đầu này hoàn toàn thay đổi, thực ra bà còn chưa tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy, ngược lại đúng là thay đổi không nhỏ. Nghe nói cháu thi đậu đế truyền, lấy được thành tích đệ nhất văn khoa. Đàm nghệ lan nhìn, Diệp oản oản, từ trên xuống dưới. Diệp oản oản rũ mắt, vâng, bà nội. Ừ, cũng không tệ lắm, lên đại học liền cẩn thận đọc sách, đừng có lại làm cho Diệp ra mất thể diện. Bà nội, cháu hiểu rồi. Mặc dù đàm nghệ lan thái độ vẫn như cũ, không gọi là có nhiều thân thiện, nhưng so với trước kia ngay cả thái độ của cô cũng không thèm quản, đúng là đã cải thiện hơn nhiều rồi. Đối với thái độ Diệp oản oản an tĩnh ngoan ngoãn, đàm nghệ lan có hơi kinh ngạc, ngày trước bất kể mình nói cái gì, nhà đầu này đều rất mạnh miệng, hiện tại tính tình ngược lại là trầm ổn không ít, Quả nhiên vẫn là phải ở bên ngoài va chạm mới có thể hiểu chuyện một chút. Mặc dù bà không thích Lương Uyển Quân, con trai lớn lại làm cho bà quá thất vọng, nhưng oản oản cùng mộ phàm dù sao vẫn là cháu gái với cháu trai ruột, nếu không phải thật sự là bị tức lên, bà sao có thể nguyện ý đem đứa nhỏ đều đuổi ra khỏi nhà không nhận, làm cho một nhà chia lìa. Đàm Nghệ Lan tiếp tục mở miệng nói, buổi tối mọi người đều ở lại đi, trở về nhà cô ăn chung một bữa cơm. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân nghe vậy nhất thời gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hai năm rồi, đây là lần đầu tiên mẹ chủ động mở miệng để cho bọn họ trở về. Về phần sắc mặt đám người Diệp Thiệu An, có thể tưởng tượng được. Vào lúc này cũng thật coi như là tiền mất tật mang. Buổi tối, nhà cũ. Diệp Mộ Phàm vốn là rất biết dỗ dành người khác, chẳng qua là sau khi cha phá sản, bởi vì tranh lệch quá lớn, có chút hận đời, cũng không cùng một nhà ông bà nội cũng thân thiết như bây giờ lúc này diệp mộ phàm mở hết kỹ năng trời cho chỉ một bữa cơm đem hai ông bà đều dụ đến ổn thỏa bên cạnh một nhà ba người diệp thiệu đình mặt đều tái rồi bà nội móng heo này hay là cho thím ba ăn đi bà nội ra thì tốt như vậy căn bản cũng không cần ăn cái này con đừng có lắm lời ta cảnh cáo con mặc dù lần này đúng là mọi người đã oan uổng con nhưng con đừng tưởng rằng những chuyện hoang đường ngày thường con làm ra ta và ông nội con là từ hai bàn tay trắng mới nên cơ nghiệp này dành ra mấy chục năm nay, Diệp ra chúng ta không có khả năng giao vào trong tay một người không có chí cầu tiến. chương 634, đưa tôi một cái công đạo. Diệp mộ phàm sắc mặt nghiêm túc gật đầu, bà nội, con hiểu được. Một bên lão gia tử cũng mở miệng nói, con và Oản Oản đều phải cùng y y học tập, hai người các con nếu có thể có một nửa hiểu chuyện như y y, ta với bà nội của con cũng không đến nổi bận tâm như vậy. Một người đàn ông như con, ngay cả một cô gái như y y cũng không sánh nổi con không biết xấu hổ sao diệp y y ngồi ở bên cạnh đàm nghệ lan ôn nhu mở miệng nói ông nội bà nội oản oản cùng mộ phàm chẳng qua là tuổi còn nhỏ còn không kiềm chế mà thôi hai người đừng quá lo lắng diệp hồng duy hừ lạnh một tiếng nhìn lương uyển quân một cái có cha mẹ như vậy ta làm sao có thể không bận tâm diệp mộ phàm xiết quả đấm một cái mạnh mẽ áp chế sự tức giận không có tại chỗ trở mặt ông nội bà nội, con sẽ cố gắng, không ở bên ngoài làm ra một sự nghiệp lớn, con tuyệt không trở lại. Diệp Hồng Duy hài lòng gật đầu, con có chí khí như vậy là tốt rồi, ông nội bà nội chờ nhìn thấy biểu hiện của con. Ý này, là lần đầu tiên công khai cho Diệp Mộ Phàm một cái cơ hội. Nói cách khác, nếu như biểu hiện của Diệp Mộ Phàm để cho hai người hài lòng, anh ta tùy thời có thể trở lại Diệp ra. Diệp Thiệu An khẽ xì một tiếng, a, à, chỉ sợ cả đời này cậu đều không về được diệp mộ phàm cười híp mắt nhìn sang cái này sao cũng không nhọc đến chú ba phí tâm chú ba vẫn là nhanh đi điều tra một chút rốt cuộc người hãm hại tôi là ai chứ tôi vẫn chờ chú ba điều tra ra hung thủ đưa tôi một cái công đạo đây cậu chấm chấm một bữa cơm kết thúc nơi cửa diệp y y đưa bọn họ đi ra giọng điệu thân mật mở miệng nói mộ phàm hôm nay không có giúp em nói chuyện em sẽ không trách chị chứ cái kia người giả mạo em quá giống như thật chị thật sự là cũng không nhận ra được diệp mộ phàm khẽ xì một tiếng chị cô là chị ai đây tôi làm sao không biết mẹ tôi còn sinh cho tôi một người chị sắc mặt của diệp y y nhất thời có chút khó coi mộ phàm em đang nói gì chị là em là chị họ em a à. diệp mộ phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu ô hóa ra là chị họ à tôi còn tưởng rằng tôi đã diễn giỏi cùng chị họ cô so sánh thật là mặc cảm Diệp Y Y vốn là muốn giả bộ làm người tốt, kết quả lại bị oán giận đến sắc mặt tái mét. Sau lưng, lương Mỹ huyên âm thanh bén nhọn truyền tới, Y Y, qua đây, con cùng loại rác rưởi này nói cái gì? Cũng không sợ bị kéo xuống cấp bậc. Lương Mỹ huyên ánh mắt khinh bỉ quét tới hai người, ha ha, hai người biết Y Y chẳng qua là chị họ của hai người là tốt rồi, cũng đừng loạn bám víu quan hệ, làm thân. Diệp mộ phàm móc móc lỗ tai, nguyên văn trả lại cho bà. Lương Mỹ Huyên mặt đầy diễu cợt, Diệp Mộ Phàm, cậu cho rằng vài câu nói chút lời khen liền có thể trở về rồi hả? Tôi cho cậu biết, có tôi ở Diệp ra một ngày, các người đời này cũng đừng nghĩ trở lại. Cậu liền cả đời ở cái công ty nhỏ thẩm ra kia làm người giúp việc làm nhân viên quèn đi. Nghe được Lương Mỹ Huyên nhắc tới trầm ra, trong đầu nhất thời hiện lên trầm mộng kỳ cùng Hà Tuấn thành tại khách sạn chuyện kia một màn làm người ta nôn mửa, nghĩ đến chính mình hai năm này ngu xuẩn, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời âm trầm lại. Lúc này, một bên Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, lười biếng liếc Lương Mỹ Huyên một cái, tôi xem thím ba vẫn là quan tâm một chút chính mình, thật tốt quý trọng thời gian làm thiếu phu nhân đương thời, bởi vì không làm được mấy ngày. Tiểu nha đầu cô, cô thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Lúc này, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng đi ra rồi. Diệp Thiệu Đình vừa nhìn thấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y hai người cũng ở đây, nhất thời mặt đầy cảnh giác, nhanh chân che trở đến trước mặt của Diệp Oản Oản, Oản Oản, đang nói chuyện gì? chương 635, tôi đây đến, mang anh bay. Không có gì, tùy tiện trò chuyện một chút, ba, mẹ, chúng ta đi thôi. Diệp Oản Oản lo lắng mẹ cô đối mặt với Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y sẽ không thoải mái, nên cũng không tính ở lại lâu. Một nhà mấy người Diệp Oản Oản định rời đi, Lương Mỹ Huyên đột nhiên gọi Diệp Thiệu Đình lại, Diệp Thiệu Đình bước chân của Diệp Thiệu Đình dừng lại. Lương Mỹ Huyên cười lạnh tiếp tục mở miệng, anh sẽ hối hận quyết định lúc đầu của anh. Diệp Thiệu Đình xoay người, ánh mắt lạnh giá không có có một tí nhiệt độ nói, tôi sẽ không hối hận khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, nếu như nhất định phải nói có cái gì hối hận, thì tôi chỉ hối hận, lúc đầu đồng ý thỉnh cầu của huyền quân, để cho cô tới ở nhờ trong nhà, dẫn sói vào nhà. Diệp Thiệu Đình, anh. Diệp Thiệu Đình không để ý tới Lương Mỹ Huyên nữa, che chở vợ mình, cũng không thèm quay đầu lại, rời đi. Sau khi đưa ba mẹ về nhà xong, trên xe. Vừa rồi lúc cha mẹ ở đó khó nói, vào lúc này Diệp Mộ Phàm rốt cục không nhịn được nói ra, nếu không phải vì ba mẹ, anh thật không muốn ở lại ăn bữa cơm này, buồn nôn chết anh rồi. Đúng rồi, Oản Oản, anh có chuyện này, có nên nói cho ba mẹ biết hay không? Diệp Oản Oản mở miệng, vẫn là đừng nói, ba mẹ trong lòng không chứa được chuyện gì nữa đâu, dù bị người khác nhìn ra nhưng không nói cũng đỡ cho bọn họ suy nghĩ cùng lo lắng nhiều. Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái rồi đáp ưm. Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, rời khỏi tụ tinh rồi, anh chuẩn bị đi nơi nào. Diệp Mộ Phàm giống như bị hút khô tất cả sức lực tựa vào ghế phụ, trên mặt buồn bã anh, không biết. Coi như không cần ngồi tù thì thế nào, cuộc đời của hắn vẫn không có bất kỳ hy vọng nào. Công ty nhất định là không trở về được, coi như là ông nội bà nội đã tha thứ, anh cũng sẽ không trở về, đến địa bàn của Diệp Thiệu An không khác nào dê vào miệng cọp, đối với lần này, trong lòng Diệp Mộ Phàm rất rõ ràng. Thời điểm cha mình xảy ra chuyện, hắn vẫn là tổng giám mua hàng của tập đoàn Diệp Thị, kết quả bị Diệp Thiệu An lấy quyền ép người khắp nơi gây sự. Hắn từ nhỏ được tâng bốc lớn lên, làm sao chịu được tranh lệch như vậy được, cộng thêm hắn vốn ở công ty chính đã lăn lộn lâu rồi, nên quá dễ dàng bị nấm lấy nhược điểm cùng khuyết điểm. Cuối cùng, trong cơn tức giận hắn đánh Diệp Thiệu An một trận, chính mình rời khỏi công ty, hơn nữa ở trước mặt ông nội bà nội tuyên bố cũng sẽ không trở lại nữa. Nếu như lần nữa trở lại thành nhân viên của Diệp Thiệu An, hắn không cần suy nghĩ cũng có thể biết kết quả là cái gì. Cha mình ngã đài một cái, hắn không quyền không thế không bối cảnh, hai năm qua tại giới giải trí thành tựu về trang điểm tất cả cũng đều bị Hà Tuấn Thành chiếm mất, hắn mất tất cả, lấy cái gì đi theo Diệp Thiệu An đấu chứ. Lúc này, một hồi tiếng chuông điện thoại di động reo lên, tên người gọi đến, Hà Tuấn Thành. Diệp mộ Phàm cười lạnh một tiếng đưa tay kết nối máy, hắn muốn nhìn một chút xem hắn ta còn muốn nói điều gì. Alo. Điện thoại mới vừa mới tiếp thông, đầu kia lập tức truyền tới thanh âm thở hổn hển của Hà Tuấn Thành, cậu cả ngày này đi đâu vậy? Trong công ty một đống lớn sự tình chờ cậu về làm cậu không biết sao? Anh xác định là đang nói chuyện với tôi sao? Vừa nghĩ tới cục diện rối rắm mà Diệp Mộ Phàm bỏ lại, còn có công ty với bộ tác phẩm thiết kế mới tạo hình kia, âm thanh của Hà Tuấn Thành lại mềm mại thêm vài phần, lời nói thành khẩn mở miệng, Mộ Phàm A, tôi khuyên cậu làm người vẫn là nên nhận thức có sự nâng đỡ của người khác một chút được không, chỉ cần cậu nguyện ý tiếp tục giúp tôi làm việc, mỗi tháng tôi có thể cho cậu thêm 3 ngàn, không, 5 ngàn đồng tiền lương A. Diệp Mộ Phàm nhìn chầm chầm điện thoại di động, trực tiếp trả về năm chữ tôi, đi, mẹ, anh, đấy. Cậu, thật được a. À. Diệp Mộ Phàm, tôi ngược lại muốn nhìn một chút xem cậu có thể đi đến nơi nào, đến lúc đó cậu cũng đừng khóc đi cầu xin tôi a. À. Xít, Diệp Mộ Phàm tức giận tới mức tiếp đập điện thoại. Diệp Oản oản nghiêng đầu nhìn Diệp Mộ Phàm bên cạnh mình nói, đến chỗ của em đi. Chương 636, có người đáng sợ như anh nói vậy sao? Chỗ của em sao? Truyền thông quang diệu diệp mộ phàm nghe vậy cười khổ từ một chỗ làm lao động tay chân đổi đến một địa phương khác cũng làm lao động tay chân vẫn là công ty đối nghịch với diệp ra diệp oản oản mặt không thay đổi mà mở miệng hỏi lại công ty đối địch thì như thế nào diệp mộ phàm hơi nhíu mày chuyện này thật ra thì oản oản nói không sai địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hiếu đối với hắn mà nói bây giờ hoàn cầu đúng là lựa chọn tốt nhất ít nhất tay chân của Diệp Thiệu An tuyệt đối chen vào không tới, trầm ra càng không cần phải nói nhiều. Nhưng vấn đề là, hoàn hoàn, em mới ra đời không lâu, rất nhiều chuyện cũng không quá đơn giản. Muốn vào quang diệu nói dễ vậy sao? Em phải biết, truyền thông quang diệu là chi nhánh trong công ty hoàn cầu có thực lực mặc dù ở cuối danh sách các chi nhánh, nhưng so với toàn bộ giới giải trí không thể khinh thường được, giải trí tụ tinh tuy nói hai năm qua danh tiếng cường thịnh, nhưng gần đây khi cùng Quang Diệu xung đột mấy lần cũng rõ ràng không chiếm được phân nửa chỗ tốt. Nhất là ở Quang Diệu có tổng thanh tra nghệ sĩ mới nhậm chức, bối cảnh không rõ, mới vừa lên chức đảm nhiệm không có mấy ngày liền vận hành hoàn mỹ mọi việc, lấy sự cảm cùng ánh mắt bén nhạy vượt mức quy định, đem một nghệ sĩ hết thời trở nên nổi tiếng, cầm người khác đến cướp nhân vật mà mình muốn, cuối cùng thậm chí đem lão đại Chu Văn Bân của Quang Diệu dồn xuống đài, cướp lấy vị trí đó. Nghe nói, Quang Diệu trong quý này lần đầu tiên công trạng trực tiếp tăng gấp đôi, thoát khỏi vị trí đội sổ. Nếu chỉ là xin việc giống như một vị trí tiểu trợ lý, có lẽ còn có thể, nhưng chức vị tạo hình trọng yếu cho minh tinh nòng cốt như vậy, muốn tại người tinh ý trước mặt như vậy, qua mặt hắn, nói dễ hơn làm nha. Diệp Mộ Phàm lắc đầu cười khổ, cơ bản không ôm hy vọng gì. Bây giờ Diệp Mộ Phàm đều chỉ nghĩ là Diệp Oản Oản làm ở tại Quang Diệu chỉ là một thực tập sinh, tiểu trợ lý mà thôi. Nghe thấy lời của Diệp Mộ Phàm, thần sắc của Diệp Oản Oản có chút phi diệu, cái người mới nhậm chức tổng thanh tra nghệ sĩ kinh tế bộ đó, có đáng sợ như anh nói vậy không? Diệp Mộ Phàm nhìn cô một cái, em công tác tại Quang Diệu, chẳng lẽ không biết sao? Bất quá cũng khó trách, phòng trừng em còn không thể tiếp xúc với mấy người quản lý tầng cao kia đâu. Diệp Oản Oản nghe xong, ngược lại cũng không phản bác gì, trực tiếp mở miệng nói, bộ thiết kế tạo hình ở Quang Diệu đang tuyển người, ngày mai khảo hạch, em đã giúp anh ghi danh, ngày mai anh đi qua đó một chuyến đi, không thử một chút làm sao biết không có khả năng, nói không chừng người ta rất coi trọng tài năng thiên phú của anh đấy, anh không cần khảo hạch liền thông qua thì sao? Làm sao có thể, Diệp Mộ phàm lắc đầu cười một tiếng, chỉ coi như là em gái đang dỗ chính mình vui vẻ mà thôi. Vốn là muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không muốn để cho em mình thất vọng, sắc mặt gượng gạo mà mở miệng nói, được rồi, ngày mai anh đi thử một chút chẳng qua là, anh không muốn em ôm hy vọng quá lớn. Diệp Oản Oản gật đầu, được. Oản Oản, Diệp Mộ Phàm nhìn em gái trước mắt mình, muốn nói lại thôi. Làm sao? Diệp Mộ Phàm cúi thấp đầu, mặt đầy ái náy, thật xin lỗi, nếu như không phải là em, anh khả năng cả đời này đều giống như người ngu ngốc một dạng bị lừa chẳng hay biết gì, anh căn bản không xứng đáng làm anh trai của em, anh không có chăm sóc kỹ em, bảo vệ tốt em, ngược lại còn làm cho em một cô gái tới bận tâm những chuyện này. Diệp Oản Oản nhìn lấy người anh trai mình từ trước đến giờ luôn hăm hở, giờ phút này phảng phất như mất ánh sáng, nhẹ nhàng thở dài một cái, anh nếu thật sự cảm thấy áy náy, thì cũng đừng không có lý tưởng nữa, bắt đầu từ hôm nay chăm chỉ làm việc, không cho lại đua xe đánh bạc làm loạn quan hệ nam nữ lung tung nữa. Diệp mộ phàm cười khổ, em xem bộ dáng giờ của anh, nào có vẻ như nhà tư sản để chơi đùa những vật kia thành tư sản liền chơi đùa sao? Không chơi không chơi. Tốt rồi, mau trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chờ tin tức tốt của anh. Được, Diệp Mộ Phàm đáp lời, đáy mắt vẫn là một mảnh mê mang. chương 637, Tổng Thanh tra tự mình mời tới. Ngày thứ hai, truyền thông Quang Diệu. Ở Quang Diệu trước đây đều là do Chu Văn Bân quản lý, những người mới được đưa ra cũng không tệ lắm, nhưng đội hình hóa trang lại rất yếu, Dẫn đến chuyện nghệ sĩ thiếu hụt nét đặc sắc riêng biệt của mình, thoạt nhìn giống như là cùng một dây truyền sản xuất tạo ra. Diệp oản oản sau khi nhậm chức, đang tự mình tạo ra một đội tạo mẫu tốt nhất có thể. Diệp mộ phàm mang theo tài liệu cá nhân của mình đi tới phòng hóa trang, chỉ thấy ở nơi đó đã tụ tập không ít thí sinh. Mỗi một thí sinh lý lịch đều rất đẹp, không phải là đệ tử của người thợ trang điểm nổi tiếng này thì chính là thợ trang điểm đã từng làm cho người minh tinh nào đó. Nhưng hắn ở thời điểm vẫn còn là đại thiếu gia Diệp ra mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, tại giải trí thuộc tinh 2 năm qua chính là một người ẩn hình, tất cả tác phẩm đều thể hiện dưới tên của Hà Tuấn Thành. Tối hôm qua hắn vắt óc tìm mưu kế mà chuẩn bị sơ lược lý lịch, lại phát hiện mình liền một cái lời không viết ra được tới, một cái tác phẩm cũng không có, lý lịch tổng cộng chỉ có đơn bạc một trang giấy. Nói tụ tinh giải trí tạo hình tổng thanh tra tác phẩm tất cả đều là xuất từ tay hắn. Làm sao có thể sẽ có người tin tưởng? Người phụ trách cầm lấy một chồng tài liệu lớn đến, đứng ở cửa sảnh phòng khảo hạch, thờ ơ không đếm xỉa tới ai mở miệng nói, chờ lát nữa tất cả đều mang theo sơ lược lý lịch lên tiến hành vòng thứ nhất thi vòng loại. Lần lượt có khảo hạch người vào bên trong, bên trong không ngừng truyền tới âm thanh của người phụ trách khảo hạch. Loại sơ lược lý lịch này cũng dám tới xin việc ở quang diệu sao? Các người đem chỗ của chúng ta như nơi xử lý rác thải sao? Không phải nói phải có 2 năm kinh nghiệm trở lên sao? tác phẩm nhiều đi nữa thì thế nào một cái tác phẩm hoàn thành độc lập cũng không có pass người kế tiếp ngoài cửa nghe thanh âm nghiêm nghị sắc bén của người phụ trách bàn tay của diệp mộ phàm nắm chặt sợi yếu lý lịch với sợi yếu lý lịch này của hắn mang đến đây chẳng qua như tự mình rước lấy nhục mà thôi người kế tiếp người phụ trách thúc giục diệp mộ phàm hít sâu một hơi đẩy cửa vào trong khảo hạch tổng cộng có ba người ở giữa một người có sắc mặt nghiêm khắc trách ánh mắt giống như tia ích quang quét diệp mộ phàm từ trên xuống dưới một cái, chỉ thấy cả người hắn một thân phối hợp vô cùng sáng sủa, chỉ tiếc tất cả đều là đồ giá rẻ tiền cấp thấp. Sơ yếu lý lịch đâu? Người phụ trách hỏi. Quên mang theo rồi, diệp mộ phàm cuối cùng vẫn không có đem phần kia sơ yếu lý lịch kia lấy ra cho mọi người ở đây xem. Cái này cũng có thể quên sao? Mặt của người phụ trách lộ vẻ không vui, nhìn nhan sắc cùng giá trị vật phẩm của đối phương, Quyết định cho hắn thêm một cơ hội nữa, nhấp một hớp cà phê, thuận miệng hỏi một câu cậu tên là gì. Diệp mộ phàm. Phúc, người phụ trách nghe được tên của hắn, nhất thời một ngụm trà phun ra ngoài, khục khục ho khan khục. Diệp mộ phàm thấy vậy hơi nhíu mày, không hiểu đối phương tại sao phản ứng lớn như vậy. Chỉ thấy thái độ của người phụ trách nghiêm khắc kia trong nháy mắt 180 độ đại biến, vội vàng đứng dậy hướng về phía hắn tiến lên nói, ai nha, nguyên lai là Diệp lão sư. Ngài làm sao không nói sớm, tổng thanh tra đã thông báo, đợi ngài qua tới sau đó trực tiếp đi đến phòng làm việc của ngài ấy. Diệp Mộ phàm một mặt mê mang hỏi lại, tổng thanh tra muốn tôi trực tiếp đi đến phòng làm việc của hắn? Không phải trước tiên phải qua khảo hạch sao? Sẽ không sai sẽ không sai đâu, Diệp lão sư ngài là người tổng thanh tra tự mình mời tới, nơi nào còn cần khảo hạch a. Người phụ trách trực tiếp đem công tác khảo hạch còn lại giao cho những đồng nghiệp khác sau đó vừa nói chuyện vừa tự mình dẫn diệp mộ phàm đi ra ngoài cái gì tổng thanh tra tự mình mời tới diệp mộ phàm hoàn toàn không biết rõ tình trạng gì đang xảy ra đầu óc mơ hồ mà đi theo người phụ trách đi vào một gian phòng làm việc rộng lớn khác tổng thanh tra của chúng tôi còn một hồi nữa mới đến diệp lão sư ngài chờ một hồi tôi đi bảo người ta cho ngài một chén trà ngài còn có yêu cầu khác sao người phụ trách ân cần mở miệng nói không có, Diệp Mộ Phàm quyết định yên lặng theo dõi. Vậy tốt tốt, có chuyện ngài tùy thời gọi tôi a. À? Được. Chương 638, dáng vẻ vợ cả. Diệp Mộ Phàm ngồi ở trên ghế salon bên cửa sổ chờ đợi một người, ước chừng sau 5 phút, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra, Diệp Mộ Phàm theo bản năng mà hướng về cánh cửa nhìn lại chỉ thấy người tới là lạc thần gần đây mới tham gia một bộ phim được truyền bá rộng rãi giờ đã thành người tương đối nổi tiếng. Người tới một mặc đồ đơn giản ti shirt cùng quần jean, mặc dù thanh xuân sạch sẽ, nhưng có chút nhàm chán trầm muộn. Nhìn thấy hắn ở trong phòng, lạc thần đối với hắn gật đầu nhẹ một cái, cũng không hỏi hắn là ai, trực tiếp ở trên ghế salon đối diện ngồi xuống, ngay sau đó cắm tay nghe lên, an tĩnh dường như không muốn có bất luận người nào làm phiền. Hắn còn tưởng rằng Lạc Thần đối ngoại trầm mặc ít nói là do có người thiết lập hoặc là công ty cố ý giả vờ, không nghĩ tới lúc không có ai so với thời điểm bên ngoài càng thêm an tính. Bởi vì Lạc Thần là người có thể nói là bạo nổ giới giải trí kinh điển nên Diệp Mộ Phàm không nhịn được hướng về hắn nhìn thêm mấy lần nữa. Kết quả, ánh mắt xéo nhìn lướt qua, nhìn thấy điện thoại di động của Lạc Thần mở ra là WeChat, nguyên lai like không phải là nghe nhạc, mà là đang nghe giọng nói của người nào đó, còn thỉnh thoảng trên quyển sổ ghi chép lại diệp ca nương theo tiếng nói lấy phanh một tiếng một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc phong cách xông vào sau lưng trợ lý sách bao lớn bao nhỏ đầu đầy mồ hôi theo ở phía sau diệp mộ phàm thiếu chút nữa bị cung hút thân đầy màu sắc cùng bột tóc anh hoa làm sáng đến mù mắt thật là nhan sắc tốt nên có quyền tự do phóng khoáng người bình thường nếu như mặc như vậy quả thật chính là gây ra tai nạn xe cộ rồi anh là ai à làm sao lại ở trong phòng làm việc của diệp ca Cung Húc một mặt cảnh giác hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại, nhất là khi nhìn thấy đối phương tướng mạo không tầm thường, nhất thời càng thêm cảnh giác. Chẳng lẽ Diệp Ca lại muốn thu nhận người mới? Làm sao có thể như vậy a? À? Diệp Ca có hắn còn chưa đủ sao? Diệp Mộ Phàm bị ánh mắt của Cung Húc chừng chừng nhìn chăm chú, phải có chút hít không hiểu đáp. Tôi là tới xin việc cho vị trí thợ trang điểm, Diệp Tổng Thanh cha muốn tôi chờ ở nơi này. Nghe được câu trả lời của Diệp Mộ Phàm. Cung hút mới buông bỏ cảnh giác của mình xuống, không có hứng thú bĩu môi một cái, không còn nhìn hắn, trực tiếp thẳng hướng phương hướng của lạc thần đi tới, một bộ biểu tình thổ phỉ nói, đây là vị trí của tôi đi chỗ khác đi. Lạc thần nhìn hắn một cái, không có cùng hắn sau đo cầm điện thoại di động cùng quyển sổ đứng dậy hướng về ghế salon khác đi tới. Cung hút nghênh ngang ngồi xuống, nhìn về phía một bên trợ lý, cậu nói với Diệp ca xem có thể đi theo tôi mấy ngày hay không trợ lý nghe vậy một mặt như bị làm khó, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đáp, cái này, Diệp ca nói ngài ấy mấy ngày đó phải đi đến đoàn làm phim Kinh Long 2 xem xét, sợ rằng không có cách nào phụng bồi anh đi được. Cậu nói cái gì, cung húc nhất thời xù lông, ngay sau đó đứng dậy đi tới, tháo xuống một cái tai nghe của lạc thần, lạc thần. Cậu có ý gì đây? Sắc mặt của lạc thần lạnh lùng ngẩng đầu lên nói, có chuyện gì sao? Ở một bên Diệp mộ phàm nhìn cung húc một chút, lại nhìn lạc thần một chút, trong đầu nghĩ bên ngoài giới có tin đồn hai người này bất hòa, xem ra là thực sự à. Cung hút cả giận nói, còn muốn cùng tôi giả vờ sao, chụp ảnh cho vai diễn của mình còn muốn để cho người đại diện phụng bồi, cậu là học sinh tiểu học sao. Một bên tiểu trợ lý yên lặng ói trong lòng, lời nói này, lạc thần nếu như là học sinh tiểu học, người há chẳng phải là trẻ mẫu giáo sao. Đối mặt với sự khiêu khích của cung húc, lạc thần mấp máy môi, không có mở miệng, Tựa hồ là không muốn cùng hắn nổi lên va chạm. Cung Húc thấy thế tiếp tục giống giận, cậu không phải đến bên Diệp ca sớm hơn tôi mấy ngày thôi sao, đắc ý cái gì chứ? Diệp ca cũng không phải là có một mình cậu, cả ngày lẫn đêm bày ra một bộ dáng vẻ phòng chính, giống như vợ cả bày cho ai nhìn đây chứ. Diệp Ngộ Phàm. Ách, phòng chính, cái hình dung này của Cung Húc. Lạc Thần dường như rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lạnh lùng mở miệng, "Cung Húc, anh đừng khinh người quá đáng." Chương 639, anh thiên vị. Cung Húc dùng sức vỗ bàn một cái, "Yo, cậu còn dám uy hiếp tôi nữa sao?" Tiểu gia tử tôi đời này không sợ nhất chính là bị uy hiếp. Có tin chỉ cần một câu nói của tôi liền có thể để cho cậu cút ra khỏi giới giải trí hay không? Diệp Ngộ phàm bị bộ dạng ngang ngược không biết lý lẽ này của Cung Húc làm cho cả kinh nhìn mà chỉ biết than thở, khó trách cái tên này đổi qua nhiều người đại diện như vậy, làm gì có ai có thể chịu được hắn lâu dài cơ chứ. Đang lúc này, két một tiếng cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, nơi cửa truyền tới một âm thanh rõ ràng. Lại đang ồn ào cái gì vậy? Cung húc, từ xa tôi đã nghe được thanh âm của cậu rồi đó. Mới vừa rồi còn bày ra dáng vẻ gà chống chiến đấu lúc này sắc mặt của cung húc nhất thời cứng đờ, bàn tay trượt một cái đến trên bàn, bưng ly trà bên cạnh lên, cười tươi như hoa mà đưa cho lạc thần, mặt đầy khiêm tốn mở miệng nói, lạc thần tiền bối, mới vừa rồi cái đoạn vai diễn kia tiền bối diễn thật sự là quá tốt, tôi được ích lợi không nhỏ. Được ích lợi không nhỏ a. À. Nói xong chạy đến trước mặt Diệp Oản oản nói, Diệp ca, tôi mới vừa rồi là đang cùng Lạc thần tiền bối trao đổi vai diễn. Có phải là đặc biệt giống như thật, tâm tình đặc biệt đúng chỗ hay không? Diệp Mộ Phàm nhìn người tới sau, sắc mặt nhất thời ngẩn ra, người này chính là người tổng thanh tra trong truyền thuyết ở quang Diệu Diệp Bạch sao? Lại có thể còn trẻ như vậy còn có tướng mạo người đàn ông này, thoạt nhìn có chút quen mắt. Diệp Oản Oản hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, xin lỗi, xin chờ một chút. Không có việc gì, không có việc gì, tôi không quan trọng, ngài làm việc trước đi. Diệp Mộ Phàm lập tức mở miệng, vung đi suy nghĩ lung tung trong đầu. Diệp Oản Oản, ba, một tiếng đem một chồng báo chí vỗ vào trước mặt của cung húc, cậu cùng Lạc Thần đã bị truyền thông chụp ảnh tới ba lần rồi, lại náo như vậy nữa, là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi người trong nhà bất hòa hay sao diệp ca thật xin lỗi tôi sai lầm rồi lạc thần lập tức nói ái náy mặt đầy áy náy được rồi tôi biết không phải là lỗi của cậu cung húc nghe xong nhất thời ủy khuất cũng sắp muốn khóc diệp ca anh thiên vị anh đi đến đoàn làm phim xem xét cho lạc thần cũng không đi theo tôi tới tiết mục thu âm anh có phải không yêu tôi rồi hay không hả anh quả nhiên muốn vứt bỏ tôi mà diệp oản oản một mặt không nói gì đáp đây là lần đầu tiên tôi đi cùng lạc thần hơn nữa mấy ngày đó cậu ấy có vai diễn tương đối trọng yếu cậu lại cố tình gây sự có tin tôi cho cậu đi đến nông thôn tham gia ký sự hàng ngày hay không nói xong lời cuối cùng diệp oản oản đã thật sự nổi giận cung húc biết hắn nếu nói ra được như vậy ắt hẳn là thật sự có thể làm được hắn mới không muốn đi đến nông thôn nuôi heo ăn bánh cao lương đâu a à. cung húc nhất thời không dám la lối nữa vội vàng làm nũng khoe tài, Diệp ca, anh đừng nóng giận, không muốn đến liền không đi nha, buổi thu âm đơn giản như vậy, chính tôi hoàn toàn có thể giải quyết. Còn nữa, mấy ngày nay tôi rất ngoan, chương trình học không bỏ, không có ăn trộm quả vặt, còn có rèn luyện thân thể, anh xem cơ bụng của tôi đều có rồi nè. Diệp mộ phàm cơ hồ không tin con mắt của mình, đây thật là tiểu bá vương cung hút sao? Lại có người có thể đem cung hút thuần phục như thế này sao? Diệp Bạch này quả nhiên không phải người bình thường. Cung Húc nói xong đem vạt áo của mình vén lên, đắc ý lộ ra cơ bụng rắn chắc. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, sắc mặt hơi hòa hoãn mấy phần, cũng không tệ lắm, để cho trợ lý chụp hình cho cậu, cậu đi phát Weibo, cùng fan nói lời xin lỗi đi. Cô không muốn quá mức nghiêm khắc khống chế việc xã giao của nghệ sĩ, kết quả không để ý tới cái tên này liền lên Weibo viết lung tung, nội dung tất cả đều là thương xuân thu buồn còn thích bình luận, làm cho người bên ngoài suy đoán phân vân. Diệp ca anh chụp cho tôi đi, cung hút nháy con mắt. Diệp oản oản đưa tay ra, đem điện thoại di động ra đây. chương 640, hợp tác vui vẻ. Cung hút lập tức nhanh chóng đem điện thoại di động của mình đưa tới. Diệp oản oản nhận lấy điện thoại di động, tiện tay chụp cho hắn một tấm tốt rồi. a à, nhanh như vậy sao, chỉ chụp một tấm thôi a à, không có đổi mấy góc độ sao. Cung Húc nhất thời một mặt đầy vẻ thất vọng. Diệp Oản Oản hướng về hướng của Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, sau đó nhìn về phía Cung Húc nói, "Tấm này đã rất hoàn mỹ rồi, đi đăng đi, hôm nay tôi có hẹn người khác, còn có chính sự cần làm." Diệp Oản Oản nói xong lấy từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển kịch bản, "Cái kịch bản này cậu lấy về xem thật kỹ một chút, còn nữa, kịch bản nhớ phải bảo mật thật kỹ, không thể tiết lộ ra bên ngoài." Cung Húc vừa nhìn thấy kịch bản, nhất thời vui vẻ cảm giác mình đã được coi trọng liền đáp diệp ca anh rốt cuộc đã cho tôi một vai diễn tôi nhất định sẽ xem thật kỹ nói xong đắc ý nhìn lạc thần một cái hài lòng rời đi sau khi cung húc rời đi diệp oản oản lại thông báo sự an bài mấy ngày sắp tới nói cho lạc thần nghe một chút sau khi hết bận diệp oản oản rốt cuộc có thể xử lý chính sự của mình diệp mộ phàm tiên sinh anh khỏe không xin lỗi đã để cho anh chờ lâu mời ngồi bên này xin chào Diệp Tổng Thanh Cha, nghe đại danh đã lâu. Diệp Mộ Phàm có chút khẩn trương lên tiếng chào hỏi. Diệp Oản Oản cười một tiếng, thật sao? Diệp Mộ Phàm lập tức mở miệng nói, dĩ nhiên, bên ngoài có không ít tin đồn của ngài, nhưng tôi đối với sự thích có liên quan đến Diệp Tổng Thanh Cha cũng phi thường bội phục, không nghĩ tới, ngài so với trong tưởng tượng của tôi còn trẻ hơn, hơn nữa. Cái gì? không có gì, không có gì, Diệp Mộ Phàm cảm giác mình tùy tiện lên tiếng nói một người đàn ông lớn lên giống mình em gái nhà mình có phần quá đường đột rồi, vì vậy cũng không có mở miệng nói tiếp. Diệp Oản Oản lấy ra một phần hợp đồng, ngay sau đó mở miệng nói, nếu thế, tôi liền không nói lung tung nữa, thế nào, có hứng thú gia nhập quang diệu không? Diệp Mộ Phàm nhất thời sướng sốt, gia nhập, quang diệu, tôi không quá rõ ý của ngài là. Giọng điệu này của Diệp Bạch làm sao giống như đang khảo hạch được, mà giống như đang muốn mời hắn. Làm sao có thể a? À? Tôi muốn mời cậu đảm nhiệm tổng thanh tra tạo hình của truyền thông Quang Diệu. Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Tổng thanh tra tạo hình sao? Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm ngẩn ngơ, mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi, Diệp tổng thanh tra, ngài xác định không có tìm sai người sao? Diệp Oản Oản nói, tổng thanh tra tiền nhiệm Khâu mua hàng tập đoàn Diệp Thị, trợ lý tạo hình tại giải trí tụ tinh, Diệp Mộ Phàm, đúng không? Ừ, là tôi, Diệp Mộ phàm ngẩn người, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng nói tiếp, quan hệ giữa tôi cùng với Diệp thị, chắc hẳn cũng không cần tôi nhiều lời nữa, hiện tại tôi đây chẳng qua chỉ là chó nhà có tang mà thôi, về phần làm việc tại giải trí tụ tinh, cũng chỉ là một người trợ lý nho nhỏ, ngay cả tên cũng chưa từng xuất hiện, Diệp tổng thanh tra tại sao lại muốn lựa chọn tôi cho tôi đảm nhiệm vị trí trọng yếu như vậy được? Làm sao? Không tin tưởng chính mình sao? Diệp Oản oản hỏi ngược lại. Diệp Mộ Phàm siết quả đấm một cái, tôi đương nhiên có, chỉ sợ Diệp tổng thanh tra ngài sẽ hối hận mà thôi. Yên tâm, tôi dám mời cậu về, dĩ nhiên đã điều tra qua toàn bộ rồi. Diệp Mộ Phàm nghe vậy không khỏi suy tư, chẳng lẽ Diệp Bạch cha ra được chuyện giữa hắn cùng Hà Tuấn Thành, nếu không hắn thật sự không thể nghĩ được tại sao mình lại được mời về làm ở Quang Diệu như thế này được. Cho nên, quyết định của cậu là? Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Mộ Phàm hít sâu một hơi đáp, nếu Diệp Tổng Thanh tra ngài đều đã nói như vậy, tôi dĩ nhiên là vô cùng vinh hạnh. Trong con người của Diệp Oản Oản nở một nụ cười vui vẻ, đứng lên, như thế, hợp tác vui vẻ. Hợp, hợp tác vui vẻ, cho tới giờ khắc này, Diệp Ngộ Phàm vẫn như cũ không thể tin được, hắn vốn hoàn toàn không có ôm một chút hy vọng nào, kết quả không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy liền xin việc thành công, hơn nữa còn là vị trí Tổng Thanh tra nữa chứ. Audio điện tử võ tấn bền